Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình được nhóm phân công làm cái nhiệm vụ, tức là cùng với các bạn ôn tập cái chương 2. Cứ cứ mỗi sau một số buổi thì chúng ta lại có một cái buổi ôn tập. Cái kỳ này thì là cái buổi ôn tập nó rơi vào cái ngày hôm nay. Cái sau đó thì theo như Nguyệt Đoàn cho biết ấy, thì chúng ta sẽ tạm nghỉ để chúng ta chuẩn bị làm cái hội nghị MF Việt Nam lần thứ hai. Thế xong rồi từ từ rồi sau đó thì chúng ta sẽ quay lại sau. Thế thì hôm nay là ôn tập cái chương 2. Thì cái chương 2 thì nó có 3 phần. Cái phần thứ nhất ấy là nơi chốn và hiệu quả của việc điểm đạo. Và nó gọi là phần 1. Nó đi từ trang 60 đến trang 74. Thì ở đây tóm tắt lại cái phần 1 này, tức là chân sư có nói đến cái nơi chốn và hiệu quả của điểm đạo. Thì đầu tiên là xét ba cái cuộc điểm đạo cơ bản, là cái hai cuộc điểm đạo ngưỡng là điểm đạo 1, điểm đạo 2. Thì hai cái cuộc điểm đạo này nó diễn ra ở trên cái cõi phụ thứ hai của, còn điểm đạo lần thứ ba thì diễn ra trên cõi phụ thứ nhất của cõi thượng trí. Đấy là mình cứ tóm tắt lại như thế thôi. Còn thực ra ấy, khi mà phân tích ấy, thì thầy hiệu trưởng cũng có những cái chỗ nói khác nhau. Chẳng hạn như có chỗ thì nói rằng là cái điểm đạo ngưỡng, điểm đạo 1 ấy, thì diễn ra trên cõi phụ thứ ba, còn điểm đạo 2 thì diễn ra trên cõi phụ thứ hai, còn điểm đạo 3 thì diễn ra trên cõi phụ thứ nhất. Tức là ba cái cõi cao, ba cái cảnh giới cao trên cùng ấy của cái cõi trí đấy, còn bên bốn cái dưới là bốn cõi hải trí rồi. Thế thì nhưng mà thôi, thì cái tổng kết ở đây thì mình cứ tạm là chúng ta cứ cứ tạm quan niệm rằng là hai cái cuộc điểm đạo ngưỡng thì xảy ra ở trên cõi phụ thứ hai, còn cái cõi phụ thứ ba thì trong trường hợp này lúc bấy giờ nó lại dành cho những cái người mà chưa phải là điểm đạo. Riêng cái lần điểm đạo lần thứ ba ấy, thì như là cái người điểm đạo đồ ấy, thì trông trông thấy cái ngôi sao điểm đạo ở ngay trước mắt mình. Mà cái ngôi sao điểm đạo này nó là một cái khái niệm, là nó là một cái biểu tượng của Đức Sanat Kumara, để cái ngôi sao cái năm cánh. Thì điểm đạo lần thứ ba thì nhìn thấy cái ngôi sao này, còn hai cái điểm đạo trước thì cũng cứ thấy nó sáng sáng, nhưng mà ý là nó ở trên trên đầu ấy, chứ không, ta không có ngửa mặt lên để ta nhìn xem là cái gì, mà ta cứ tưởng tượng là ta cứ cứ bình nhìn bình thường thôi, thì cái ánh sáng nó tỏa xuống từ trên đầu xuống thì biết là đại khái là nó ở đấy. Nhưng mà điểm đạo ba thì thấy ở ngay trước mặt. Thế một cái ý thứ hai nữa là cái ngôi sao điểm đạo giáng xuống ấy, thì bây giờ ở trên là mới nói là nó xuất hiện thôi, thế còn bây giờ nó giáng xuống, tức là cái điểm đạo thứ tư và thứ năm, thì sẽ có vẫn là cái ngôi sao điểm đạo, là cái ngôi sao năm cánh ấy, nhưng mà nó không phải là ở trước mặt, mà là nó giáng xuống hẳn cái người điểm đạo đồ, và cái người điểm đạo đồ này trở thành trung tâm, cái tâm điểm của cái ngôi sao đó. Và cái người đó có cảm nhận, có cái cảm giác như là mình là một cái tế bào, một cái thành phần của Đức Sanat Kumara. Tùy có thể là chân sư Minh Triết thì tưởng tượng là có thể là cái tế bào của, hoặc là ở cái trung tâm ở đỉnh đầu, hoặc là luân xa tim, hoặc là luân xa cổ họng, đại loại như thế. Thế thì cái điểm đạo thứ tư và thứ năm thì đều đều có cái xuất hiện như vậy. Thế còn điểm đạo thứ sáu và thứ bảy thì cũng có ngôi sao điểm đạo giáng xuống, nhưng mà nó khác. Cái điểm đạo thứ tư và thứ năm là ở cái chỗ rằng là giáng xuống người điểm đạo đồ, và điểm đạo đồ thì nhập vào một cái ngọn lửa, là một cái, chúng ta cứ tưởng tượng hình dung một cái biểu tượng là như nó như thế. Thế thì nó có cái gọi là cái ngọn lửa mà cái người điểm đạo đồ hòa nhập và nhập vào luôn. Thì đấy là cái vấn đề giáng xuống. Thế còn cái vấn đề thứ ba là chân sư có nói đến cái tỷ lệ vật chất nguyên tử, thì nó sẽ tương đương với, nó tương ứng với cái sự tiến hóa của hành giả. Tức là cái tỷ lệ vật chất nguyên tử này nó đạt được càng cao thì nó càng càng gần với cái tiến hóa cao hơn, mà cái khái niệm tăng tiến hóa cao hơn, tức là chúng ta biết rằng nó đi từ điểm đạo 1, điểm đạo 2, rồi đến 3, đến 4, đến 5, và tạm thời dừng lại là 5 cái điểm đạo này là cơ bản của con người.
là chân sư Minh Triết là điểm đảo năm, còn còn tất nhiên là vẫn vẫn có thể tiến tiếp, nhưng mà ở đây là cái giai đoạn năm, cái giai đoạn này là rất là quan trọng mà nó cũng rất là khó khăn để mà con người có thể vươn tới, cho nên là có nhiều khi thì chân sư hoặc là thầy hiệu trưởng thì nhấn mạnh đến cái năm điểm đạo đồ, cũng hiểu nó là như vậy. Thế thì cái tỷ lệ vật chất nguyên tử này, thí dụ như chẳng hạn nhà điểm đạo bậc 1 ý, thì cái vật chất nguyên tử nó được thay thế vào 25%, nó xuất hiện 25%. Thế còn điểm đạo bậc 2 thì là 50%, điểm đạo bậc 3 là 75% và điểm đạo bậc 4 thì là 100%. Là khi đến điểm đạo bậc 4 ấy, là cái lần điểm đạo là phàm ngã nối thẳng với tam nguyên tinh thần, nối thẳng với chân thần, mà lúc bấy giờ linh hồn không còn nữa và được thái dương thiên thần thì trở về cái nơi chốn của mình, không không còn là giám sát và trợ giúp con người chúng ta nữa đến cái lần điểm đạo thứ tư. Thế thì đấy là cái tỷ lệ vật chất nguyên tử như vậy. Và cái ý thứ tư nữa là chân sư có nói về quyền năng trên các cung và quyền năng ảnh hưởng trên các cung. Thì quyền năng trên các cung thì nó thường phân tích là với các chân sư, chẳng hạn ví dụ chân sư Minh Triết có những cái quyền năng là kiểm soát cái cung nào thì sẽ tác động, sử dụng cái cung ấy và có thể tác động đến những cái người gọi là đệ tử của mình hoặc là vân vân. Thế còn cái quyền năng ảnh hưởng trên cung thì tức là nó thường xảy ra đối với lại những người khác, những cái điểm đạo đồ của chúng ta, những người chí nguyện, những người đệ tử chúng ta là thể hiện những cái phẩm chất nào đó của các cái cung nào đấy thì nó mang cái nghĩa là ảnh hưởng thôi, chứ nó không có chất quyết định. Thế một cái ý thứ năm nữa là các cung đang và sẽ biểu hiện, thì hiện nay thì các cái cung là cung linh hồn đấy, là cung 2, cung 3, cung 5, cung 7 là đang 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 vào đối với nhập vào chúng ta. Thế thì trong đó thì cái cung 4 thì là cung sắp sửa, tức là sau năm 2025, tức là sang năm đấy. Sau cái năm ấy thì lúc bấy giờ sẽ có cung 4 là vào, cái cung 6 thì đang đi ra, tức là chúng ta biết là cung 6, cung 7 là nó đang giao chồng lấp nhau đấy, và cung cung 7 thì đi vào và cung 6 thì đi ra, ở cái thời đại song ngư với thời đại bảo bình ấy là nó liên quan đến cái cung 6 và cung 7 này. Thì trong khi đó thì cái cung 1 thì không không có biểu hiện. Thế tí nữa chúng ta sẽ nói về cái chuyện đi sau. Thế một cái điểm nữa là chân sư có nói đến cái cung mà cai quản điểm đạo lần thứ sáu và lần thứ bảy, thì sẽ phân tích là cái cung 2, cung bác ái minh triết ấy, cái cung cơ bản ấy là sẽ cai quản cái điểm đạo lần thứ bảy, còn cái cung 3 thì là cai quản điểm đạo lần thứ sáu. Và một cái ý cuối cùng nữa là, tức là chúng ta để cho dễ nhớ thì chúng ta cứ tưởng tượng là ví dụ cứ điểm đạo 5 thì kiểm soát 5 cung, điểm đạo 6 thì kiểm soát 6 cung, điểm đạo 7 thì kiểm soát 7 cung. Và cái sự tác động của điểm đạo này thì cũng tác động lên cũng cõi là liên cũng tương ứng luôn cõi thứ năm, cõi thứ sáu, cõi thứ bảy. Thí dụ như là cõi thứ năm thì chúng ta biết là chúng ta có cõi 1, 2, 3 đến cõi trí nhá, là cõi 3, cõi 4 là cõi bồ đề, thế nên cõi 5 là cõi niết bàn, thì tức là điểm đạo 5 thì kiểm soát cõi niết bàn, điểm đạo 6 thì kiểm soát cõi thứ sáu tức là cõi chân thần, và điểm đạo 7 thì kiểm soát tác động lên cõi thứ bảy là nó cõi tối đại niết bàn, tức là cõi thượng đế. Thì đấy là một số cái chính, còn là trong khi mà phân tích chân sư giảng dạy, chân sư chỉ dạy cho mình và thầy hiệu trưởng mình giảng thì sẽ nói kỹ và nói có nhiều vấn đề hơn. Thế còn ở đây thì mình chỉ tóm tắt lại qua một số những các cái nét chính như vậy thôi. Thế còn trong quá trình mà tìm hiểu thì ví dụ như khi nào các bạn cần chỗ nào hoặc các bạn muốn xem lại thì xem lại các cái bài, các cái slide hoặc là những cái bản ghi âm chúng ta đã ghi lại để chúng ta xem cho nó kỹ hơn. Thế còn hôm nay thì nó chỉ mang cái tính chất là ôn tập sơ lược và kể lại là như vậy thôi. Thế thì ở trong cái phần này thì hôm trước là cái phần này mình trình bày là nó cũng tương đối dài, nó cũng chiếm hết thời gian. Thế sau đó thì chúng ta chỉ đại khái trao đổi với nhau một tí chút, thế xong rồi chúng ta nghỉ và chúng ta để lại các cái câu hỏi cho cái buổi hôm nay. Thế cho nên là hôm nay thì mình cũng nhắc lại các cái câu hỏi của cái phần này.
Thế còn những các cái phần sau thì có những cái phần mà câu hỏi đã trả lời rồi thì sẽ chỉ nhắc qua lại thôi chứ còn không không phải đi vào kỹ hơn nữa. Nhưng mà nói như thế nhưng cũng không loại trừ cái khả năng là có thể các bạn ấy vẫn muốn đi sâu vào từng cái câu hỏi nào đó của các cái phần khác thì chúng ta vẫn cứ đặt ra thôi. Thế cái câu hỏi ở trong cái phần 1 này thì có một cái câu hỏi là giải thích cái đoạn văn sau, giải thích cái đoạn văn sau để hôm trước là mình cũng để lại để tức là nó rối rắm đọc nó chẳng hiểu cái gì cả, tức là mình thực sự là mình thấy nó cứ rối tinh rối mù lên. À, ví dụ mà đây là không phải là đoạn văn của thầy hiệu trưởng đâu mà đây là cái đoạn văn tự nhiên trích một cái đoạn văn của chân sư đưa vào đây đấy. Thế thì xong rồi rồi nói đến Thái Dương Thiên Thiên Thần, rồi nói đến Huyền Giai sáng tạo thứ năm vân vân đấy. Nhưng mà có cái đoạn này đấy, là một vị La Hán có thể tác động với các hình hài và mãnh lực bên trong vòng giới hạn của riêng đức hành tinh thượng đế của vị đó trong tam giới. Thế xong lại bên trong vòng giới hạn của đối cực của thượng đế của ngài. Đấy, rồi hay là bên trong vòng giới hạn của ba đức hành tinh thượng đế đang hợp thành một tam giác của Thái Dương hệ. Vị La Hán đó không thể biểu lộ quyền năng này trên các cõi giới cao hơn cũng như không ở trong phạm vi của các hệ hành tinh tổng hợp và trung lập. Và đây là trích từ cái TCF của trang 450 451. Thế thì mình cứ phân tích cái câu này mà thực sự là mình cũng không hiểu cái gì cả. Thì tóm lại là mình nhặt ra một cái ý là hay ở bên trong cái vòng giới hạn của ba đức hành tinh thượng đế đang hợp thành một tam giác của Thái Dương hệ thì để xem là cái vòng giới hạn cái tam giác này nó như thế nào và tưởng tượng là cái vị La Hán là La Hán là điểm đạo đồ thứ tư nhỉ thì sẽ nó sẽ tác động ở trong đó là như thế nào. Đấy. Thì ở đây là mình mới thấy là cỡ như thế này. Mà cái ba cái đức hành tinh thượng đế này hợp thành tam giác trong Thái Dương hệ thì là nó là bao gồm ba ba thứ là Thái Dương Thượng Đế là một này, Thiên Vương Thượng Đế là hai này và Thổ Tinh Thượng Đế là ba. Thì Thái Dương Thượng Đế này ấy là điều hành cái toàn bộ Thái Dương hệ và ngài biểu lộ năng lượng và ánh sáng thông qua mặt trời là trung tâm của Thái Dương hệ. Nên cái điều này thì chúng ta cũng có thể hình dung được thôi đúng không, là Thái Dương Thượng Đế. Ừ. Và chúng ta có thể hiểu là nó như là ám chỉ cái cung một đấy. Thứ hai là Thiên Vương Thượng Đế là cái vị Thượng Đế chủ quản về năng lượng, về trí tuệ, về linh hồn trong Thái Dương hệ. Ngài được xem là biểu hiện của trí tuệ và kế hoạch của đấng tạo hóa. Cái đấy là Thiên Vương Thượng Đế là như vậy. Và cái thứ ba là vị Thổ Tinh Thượng Đế, tức là cái vị Thượng Đế chủ quản về cái sự biểu lộ vật chất và hình tướng, biểu hiện năng lượng của thiên ý và luật thiêng liêng thông qua hành tinh sao Thổ. Thế thì đây là ba cái vị thượng đế mà lập nên một cái tam giác trong Thái Dương hệ thì như này và ba ba cái đức hành tinh thượng đế này thì tạo thành một tam giác năng lượng trong quan thế hệ và mỗi một vị thì thể hiện một cái khía cạnh khác nhau của thiên cơ từ ý chí từ kế hoạch thiêng liêng đến trí tuệ biểu hiện vật chất. Đấy, thì ví dụ từ ý chí là Thái Dương Thượng Đế này, thế rồi là kế hoạch thương liêng thì là ở Thiên Vương Thượng Đế này, trí tuệ nữa, thế rồi đến biểu hiện vật chất thì là của Thổ Tinh Thượng Đế. Đấy, thế thì quay trở lại ở trên thì mới nói rằng là một cái vị La Hán này thì sẽ tác động với các cái hình hài và các cái mãnh lực trong cái khuôn khổ của cái vòng giới hạn của ba đức hành tinh thượng đế là như thế này. Thì chúng ta hiểu tạm là như vậy thôi. Thế và nếu mà các bạn có một cái ý gì khác thì ta sẽ bàn luận tiếp là để cho nó sáng tỏ, chứ còn thực sự là mình thì mình thấy là nó rất là mơ hồ. Mình cũng chỉ biết nói như vậy thôi. Thế một các cái câu hỏi khác là có ba câu hỏi khác nữa, vừa mới rồi là câu hỏi 1, đây là câu hỏi 2 3 4. Thì câu hỏi 2 là trong bảng kê của chân sư về các cung đang biểu lộ thì cung một không biểu lộ thì có ý nghĩa gì? Tức là chúng ta biết là cái bảng kê của chân sư về các cung đang biểu lộ giờ là cung 2, cung 3, cung 5, cung 7 đấy. Thế mà không thấy nhắc đến cung 1, coi như là cung 1 không biểu lộ. Thế thì nó có cái ý nghĩa gì ở cái chỗ này? Thế, đấy là cái câu hỏi thứ hai. Ừ. Thế xong rồi,
Câu hỏi thứ ba, thế thôi câu hỏi thứ ba thì tí nữa mình nhắc, bây giờ đi vào cái câu hỏi hai này đi. Thì các bạn có ai có ý kiến gì không? Là tại sao cái cung một này nó ở cái trạng thái là không biểu lộ, thì cái không biểu lộ đó nó có ý nghĩa gì? À, xin mời các bạn tham gia. Mình thế này, để trước khi trong khi chờ đợi các bạn có các cái ý mà phát biểu nha, thì có thể mình xin phép là mình phát biểu trước, mình tranh thủ thời gian mình phát biểu trước là mình suy nghĩ về cái việc này. Thì mình nghĩ là như thế này, là cái cung đang biểu lộ ở đây thì chân sư không nhắc, tức là nói đến cung một là không biểu lộ, thì mình có thể hiểu là cái sức mạnh và cái sự chi phối của cung một ấy, thì nó không được nhấn mạnh, tức là nó không không phải là hoạt động mạnh mẽ trên cõi trần, thì nó có một cái tình trạng như vậy. Tức là cái cung một thì chúng ta biết rằng là nó liên quan đến quyền lực và đến ý chí, nó liên quan đến cái khả năng phá hủy những cái gì cũ kỹ để mà tạo ra một cái anh cho cái mới. Thế thế thì cái cung một mà không biểu lộ mạnh mẽ thì tức là cái sự tập trung ở trong hiện tại trên các cái mãnh lực, cái nó tập trung không phải ở cung một mà ở cung khác. Mình lấy ví dụ như là cái cung hai là cung Bác Ái Minh Triết chẳng hạn, là có thể là nhiều các cái hoạt động là sẽ tập trung cho cái cung này, hoặc là cái cung cung ba là cung Thông Tuệ Linh Hoạt. Thế thì cái cung hai cái cung ba này thì nó đang chi phối cái sự phát triển nhân loại hiện nay, nó đang là như vậy. Thế cho nên là và cái cung các cái chu kỳ mà biểu lộ của các cung ấy, thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, cho nên là liệu có phải chăng là chân sư không nói rằng cung một chưa biểu lộ có nghĩa rằng là cái cung này sẽ biểu lộ mạnh hơn ở những thời kỳ khác, trong những cái giai đoạn khác của tương lai, chứ còn bây giờ thì sẽ tập trung vào cái cung hai Bác Ái Minh Triết chẳng hạn, hoặc cả bên cạnh đó là cái cung ba nữa. Và một cái ý nữa mình nghĩ là liệu có phải chăng là hiện nay chúng ta đang ở cái thái dương hệ thứ hai, tức là thái dương hệ của cung chúng ta vẫn biết là cái tổng hợp với cung quán triệt là cái thái dương hệ này, mà cái thái dương hệ trước đây ấy, mà đã qua rồi ấy, là thái dương hệ một ấy, thì nó là do cái cung ba là cai quản. Thế và đến cái thế thái dương hệ tiếp theo là thái dương hệ thứ ba ấy, thì tương lai đây thì là sẽ là cung một. Thế thì phải phải chăng là đến cái kỳ mà thái dương hệ một ấy, sau khi mà qua được cái thái dương hệ hai này rồi, thì lúc bấy giờ cái cung một nó mới biểu lộ chăng, nó sẽ tập trung vào sao? Thì mình nghĩ có mấy cái ý như vậy, thì không biết là có phải vì như thế không mà hiện nay thì chân sư bảo rằng là cái cung linh hồn đấy, cái cung một là hiện nay là không biểu lộ. Thì có một số cái ý mà khai thác chung quanh cái việc không biểu lộ đấy, thì mình có một cái số cái ý nghĩ như vậy. Thế còn là xin mời các bạn là có thể phát biểu tiếp về cái chuyện này. Chúng ta thấy phần mà trong cái cung một này ấy, thì cái cô thư vừa trao đổi nó cũng có cái phần mà đi vào ý chính, tức là sao, tức là khi mà giai đoạn hiện nay khi nhân loại của chúng ta chưa đủ điều kiện, chưa chưa đủ cái trình độ tiến hóa, chưa đủ yêu thương, chưa đủ bác ái, chưa đủ những cái trí thông tuệ để mà làm chủ được cái cung một đấy, thì cung một nó đi vào biểu lộ thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nghĩa là giai đoạn hiện nay thì chưa có chân thần cung một, nhưng mà tức là linh hồn cung một thì cũng có rồi, nhưng mà chân thần cung một thuần khiết để đi vào biểu lộ thì chưa có, chưa 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 có ở giai đoạn hiện nay đấy. Phải chờ đến cái giai đoạn, ví dụ như là giai đoạn khi mà nhân loại hoặc là cái chu kỳ mà của trái đất này này, chúng ta đi hết cái cung hai chi phối xong đó, đến mới đến cái gọi là gì nhỉ, cái như cô vừa bảo đấy, là đến hệ hành tinh hay gì đấy, là thứ nhất đấy, có thể là cái giai đoạn đó Dương hệ khi thứ nhất. mà vào thái dương hệ thứ nhất, thì lúc đó thì có thể là cái cung một nó sẽ đi vào biểu hiện nhiều hơn. Chứ còn hiện tại
là nó chỉ là cái từ cung linh hồn đổ xuống thôi, là có linh, nó có cung một, chứ còn chân thần cung một thuần khiết là chưa có biểu lộ ở trong giai đoạn hiện tại. Vâng. Tức là Thái Dương hệ 1 ý, thì là trước đây đã qua rồi thì là cung 3 nhé. Và Cung bây giờ thì là Thái Dương hệ 2 thì là cung 2. Tức là đang tiến tiến lên đấy, làm bát tái minh triết. Thế xong đến sau này ý, cái Thái Dương hệ tiếp theo sau đây ý, thì mới là đến cung 1 là ý chí, quyền lực. Đấy. Thì vâng. và Thì cảm ơn Khánh. bởi vì cái cung một nó quá mạnh đúng không, nếu mà nhân loại mà chúng ta chưa đủ những cái điều kiện, chưa chưa đủ cái nền tảng cơ bản về cái phá ái yêu thương ấy, thì khi mà cung một đi vào nó sẽ là mãnh lực phá hủy rất là ghê gớm. Bị diệt đấy. Wow. Và Ok. Các bạn khác có ý kiến gì không ạ? Nếu không thì chúng ta sang cái câu hỏi 3 nhé. Thì câu hỏi 3 thì là như thế này. Là mình đặt ra cái câu hỏi thứ ba là vì sao khi đạt được điểm đạo lần thứ tư thì cái người đó hoạt động trong hiện thể thuộc cõi thứ tư, tức là cõi Bồ Đề, mà không có cái gì giữ y lại trong ba cõi thấp nữa. Đấy là trong TCF và luận về lửa càn khôn đấy, ở trang 114 thì nói như vậy, là đạt điểm đạo lần thứ tư thì thôi, coi như không giữ gì lại trong trong ba cõi thấp nữa. Đấy. Và chúng ta biết là ở điểm đạo lần thứ tư thì là hoa sen chân ngã là rực lửa bốc cháy mà, và phạm ngã nối thẳng lên trên tam nguyên tinh thần chân thần chứ còn không qua linh hồn nữa. Thế thì TCF nói như vậy, nhưng mà trong khi đó thì IHS của trang 89 thì lại nói rằng là y mới chỉ hoàn toàn làm chủ năm cảnh giới thấp và đang làm chủ cảnh giới thứ sáu của ba cõi thấp. Thì các bạn nhớ lại cái hôm trước đấy để chúng ta nói về cái vấn đề này đấy, thì thấy là cái điểm đạo thứ tư ấy thì anh mới chỉ làm chủ năm cái cảnh giới thấp và đang làm chủ cảnh giới 6 của ba cõi thấp, tức cõi nào cũng thế, cõi cảm dục rồi trí, anh chỉ làm chủ được năm cảnh giới thấp và đang làm chủ cảnh giới 6 chứ chưa có nói đến chuyện cảnh giới 7 ở đó, của cõi thấp nào cũng thế. Thì hai cái vấn đề này nó nêu ở trong hai cái lời trích dẫn của hai cái tài liệu này thì nó lại mâu thuẫn nhau một tí, thì mình không hiểu là tại sao lại như vậy. Thì mình chỉ thấy là thường ấy thì chân sư cũng có rất là nhiều chỗ là nói nó khác nhau và ở cái tầm hiểu biết của tầm cái mức độ tiến hóa như thế nào thì anh có thể hiểu được, chứ còn nhiều khi mình người sơ cơ mình cũng chưa biết đâu vào đâu cả thì mình cứ thấy là nó cứ khác khác nhau thì cũng cứ nêu ra như vậy thôi đấy. Thì mà bảo là không coi như là thoát vậy là có đúng thể bồ đề ấy, thì đã đành rồi. Thể bồ đề thì điểm đạo lần thứ tư thì mới chỉ đang phân cực trên cõi bồ đề thôi, thì hôm trước đã nói rồi, và mới chỉ làm việc trên hai cái cảnh giới thấp của cõi bồ đề, chứ chứ chưa phải là hoàn thiện như là cái điểm đạo lần thứ sáu hay là điểm đạo lần thứ năm. Nhưng mà ở đây thì như vậy nó có hai cái một đằng là không có giữ lại cái gì trong ba cõi thấp nữa, với một đằng là vẫn chưa chưa có hoàn toàn làm chủ các cái cảnh giới của ba cõi thấp. Thế thì mình không không hiểu là thế là như thế nào, thì các bạn có thể có ý kiến suy nghĩ như nào, hoặc là nếu mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta cứ cứ phải chấp nhận như thế, cũng giống như hôm trước bạn Khánh trình bày ở các cái phần 2 sau đây ấy, thì cũng có những chỗ ấy, thì chân sư nói thì nó cũng 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 đẩy đến cái tình trạng tức là nó hơi có những cái nó không được nhất quán với nhau, thì mình cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì có thể mình chưa hiểu được những cái ý tứ của chân sư. Xin các bạn có ý kiến. Xin mời mọi người có ý kiến gì không?
cái chỗ này à, cái đợt thể để dạ thứ tư thì đã là thoát khỏi cái luân Đã hồi được rồi, và thoát khỏi tam giới rồi, thoát khỏi luân hồi được rồi, tức là đã làm chủ được cái các sáu hiểu, thì cũng đã như cái phần mở trong CCF ấy, thì đã làm chủ được tất cả các cõi giới rồi nhỉ, và các tài có thể không 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 cần quay trở lại tái sinh nữa, cũng có thể được điểm đạo như trong cái IHS này ở phần sau ấy, tức là các ngài hoàn toàn có thể được điểm đạo kể cả ngay cả khi mà không quay trở lại hiện thể trên cõi trời được rồi mà. Thì cái chỗ mà làm chủ năm cảnh giới thấp hoàn toàn rồi này, đã làm cảnh giới thứ sáu, nếu mà xét về mặt khoa học thì nó cũng hình dung được là điểm đạo thứ tư năm cảnh giới thấp của ba cõi hồng trần. Cái chỗ thì trong IHS này nó hơi 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 dạ, hơi mông lung. nó hơi mâu thuẫn với cái trên ấy, với cái TCF kia kìa. Vâng. Tự nhiên nó lại dở dang, nó lại để lại cái cảnh giới 7 ấy, là anh không có đụng chạm mà không có làm chủ. Cái cảnh giới 6 thì mới đáng làm chủ nhá. Đấy chứ còn làm chủ hoàn toàn là chỉ có năm cảnh giới thấp thôi. Mới lại đang đang cái thứ 6, thế đang thứ 6 thế thì hỏi thì thấy cái thứ 6 đang với lại cái thứ 7 chưa có đụng đến ấy, thì nó có cái tác dụng gì hoặc là nó có ý nghĩa gì trong trong cái việc mà anh làm chủ với không làm chủ, thì nó có ảnh hưởng gì không trong cái việc mà giữ cái người môn sinh, à cứ cái người hành giả ấy đã thoát rồi, không không có cái gì giữ lại trong ba, trong tam giới nữa, trong ba cõi thấp nữa. Thì Cái cảnh giới thứ sáu, ba cõi thấp thì thể xác này, cảm dục này, và thể hạ trí này, là thể trí đi, gọi là thể trí đi, thì ở mỗi cái đấy nó sẽ có các cõi phụ đúng không, cõi phụ, cõi mình phụ gọi một hai ba ba bảy tám bảy sáu năm bốn ba hai một đấy, và cái cõi phụ nguyên tử là cái cảnh giới thứ nhất, đầu ở cảnh vào giới thứ nhất, cảnh giới thứ nhất thì sao ta, nếu mà điểm đạo thứ tư đã làm chủ được cái đấy chưa, ở đây nếu mà đang làm chủ cảnh giới thứ sáu, tức là có thể là đến đang làm chủ cảnh giới thứ hai tính từ dưới lên đấy đúng không cô, còn cảnh giới thứ nhất tức là cõi phụ nguyên tử thì có thể là chưa, nếu mà ý như ý này là như thế. đúng rồi. Mà điểm đạo lần thứ tư thì đã 100% là vật chất nguyên tử rồi. Điểm đạo lần thứ tư là Vâng. đã 100%, đấy là cái tỷ lệ của vật chất nguyên tử ấy. Là điểm đạo lần thứ tư là cao nhất, tức là đạt 100%. Dạ. Thì lúc bây giờ mới thoát đi lên nối với chân thần. Thế, nhưng mà thế coi như chúng ta cứ để lại đây nhá. Cái đấy thế lúc nào mà xem hỏi hỏi ai phải túm lấy cô Tuja hỏi. Bây giờ chúng mình sang sang cái một cái câu hỏi cuối cùng của cái phần này, tức là hãy giải thích lời bình của thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nói như thế này này, là cuộc điểm đạo thứ tư là một loại vùng không người, nửa nọ nửa kia, không phải thập giá cố định, cũng không phải thập giá chủ yếu. Thế thì cái lời bình của thầy hiệu trưởng nói đến cái điều này thì có thể các bạn có thể giải thích ra cái chuyện cái ý là như thế nào, tại sao nó lại là cái điểm đạo thứ tư, nó lại là một cái loại trong nháy nháy là vùng không người, nửa nọ nửa kia, không phải thập giá cố định, không phải thập giá chủ yếu, là ý làm sao? Cái cuộc điểm đạo thứ tư này là cũng là cuộc điểm đạo quan trọng mà rắc rối. Có trong những các cái lời bình với những các cái lời diễn giải đây là nó đụng đến cuộc điểm đạo thứ tư rất là nhiều. Rồi cả cái cuộc điểm đạo thứ tư là nó cũng lại xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái ấy của Thiên Chúa giáo ấy, trong cái đoạn sau cũng cũng là điểm đạo thứ tư này. Xin mời các bạn có ý kiến gì không? Phần này là trừu tượng quá. Điểm đạo thứ tư cũng không người, Đây, tạm thời nhá, mình tạm thời mình diễn giải một số các cái ý như thế này là cho mọi người xem thấy là có hợp lý không. Tức là nếu mà đã nói đến các cái điểm đạo ấy,
Thì điểm đạo là cái gì? Điểm đạo chẳng qua là một cái sự đánh dấu những cái giai đoạn khác nhau của cái sự phát triển tinh thần, đúng không? Triển linh hồn. Anh sẽ tiến bộ đi từ cái trạng thái đầu tiên là vật chất này rất là thấp, đào thỏi này, xong rồi vươn lên đến các trạng thái tinh thần cao hơn, cứ dần dần cao lên như thế. Thế thì cái cuộc điểm đạo thứ tư này là nó là một cái giai đoạn mà linh hồn đã vượt qua nhiều cái thử thách và đang ở cái ngưỡng cửa của một cấp độ hoàn toàn mới, là như thế này. Tức là cái vùng không người thì chẳng hiểu là cái ý nó bóng bẩy nó như thế nào, nhưng mà nó biểu thị một cái trạng thái chuyển tiếp, nó không hoàn toàn thuộc về đoạn trước mà cũng không hoàn toàn bước vào cái giai đoạn sau. Tức là chẳng hạn như này, bây giờ thầy có nhắc đến cái thập giá cố định với lại thập giá chủ yếu ấy. Thì cái thập giá cố định thì chúng ta biết rằng là ở cái thập giá cố định thì linh hồn đã trải qua một cái quá trình rèn luyện thử thách rất là nhiều. Chúng ta có 9 cái đầu thủy quái của hồ cát, mà hồ cát thì là bốn bốn cái cánh tay của thập giá cố định là hồ cát, kim ngưu với lại Leo với lại Bảo Bình này, thì đã trải qua cái quá trình rèn luyện rất là nhiều, thử thách rất là nhiều. Cái thập giá cố định là cái thập giá là thử thách những người đệ tử, những cái người mà chí nguyện là đệ tử thì phải trải qua những các cái test, các cái phép thử như thế nào. Thì anh có thể anh phải chiến đấu cả chín cái đầu thủy quái, tức là dị đủ tất cả về vật chất này, tiền tài danh vọng địa vị tiền bạc vân vân, đấy là về cái vật chất. Thế rồi về cái cảm xúc thì là cái sự giận hờn, rồi là ghen tuông, rồi tất cả những cái thứ đấy. Rồi đến cái thể chí cũng có là cái sự ích kỷ. Thì tất tất cả 9 cái đầu thủy quái mà nó quét qua cả ba cái mảng vật chất với lại cảm xúc với lại thể chí là để trải qua hết. Thì anh đã trải qua cái đấy, là cái cuộc điểm đạo thứ tư là nó đã qua rồi. Tức là cái ở cái thập giá cố định này mình không biết là mình nhớ có bị nhầm không, nhưng mà mình có nhớ một cái hồi đọc ở đâu, tức là cái thập giá cố định này là nó tương ứng với lại cái gọi là đạt được cái điểm đạo đồ thứ ăn được đạt cái mức điểm đạo thứ hai đấy, tức là vượt qua được cái thể cảm xúc. Cái vật chất thì đã đành là kiểu qua rồi, là điểm đạo một, nhưng điểm đạo hai là cảm xúc. Mặc dù là cái chín đầu thủy quái thì có nhắc đến cả cái những cái đầu thủy quái mà của liên quan đến thể chí, nhưng mà thập giá cố định này nó chỉ tương ứng với lại các cái điểm đạo bậc 2, mà cái điểm đạo bậc 3 là phải lên đến cái ma kết cơ đấy. Thì sau đó thì là sang cái thập giá chủ yếu. Thì thập giá chủ yếu là ở một cái giai đoạn nó tinh tế hơn là cái thập giá cố định. Nó cái ở cái thập giá chủ yếu thì nó sẽ thể hiện cái sự hợp nhất hoàn toàn với lại nguyên lý thiêng liêng, nhưng mà ở đây thì cái điểm đạo bậc 4 này thì chưa phải, tức gọi là chớm sang thôi, nhưng mà chưa chưa hoàn thiện được cái đoạn đó, cho nên là thầy giáo bảo rằng là có một cái sự chuyển tiếp. Thì có phải là cái ý như vậy không? Thì thế còn đấy thì nhưng mà thầy dùng cái từ ví dụ vùng không người là nửa nọ nửa kia thì các thứ, thì ở đây khai thác nhằm nhằm vào cái ý là không phải thập giá cố định cũng không phải thập giá chủ yếu, là vì mình thấy nó vượt quá cái mức tiến bộ của thập giá cố định ấy, nhưng mà nó hoàn thiện là đối với lại so với lại cái thập giá chủ yếu thì nghĩ là như vậy. Đấy là giải thích như thế thôi, còn là không biết các bạn có cái ý gì thì các bạn là khai thác và các bạn phát triển cái ý này của thầy để cho nó rõ rõ ra là cái chuyện ý thôi. Hay là cái niềm đạo thứ tư này đấy cũng nói đấy, cũng ở nhiều chỗ cũng nói là còn đang mới phân cực ở trên cõi Bồ Đề. Thế tức là cũng mới mới cai quản được giữa những cái cảnh giới rất là thấp của cái cõi Bồ Đề thôi, chứ chưa phải là đã chủ yếu là vượt qua cái cõi trí thượng trí thôi. Tức lên ba cõi thấp thì trong đó là có cõi thượng trí là vượt qua hết cả rồi, nhưng mà đến cõi Bồ Đề là nó cũng chỉ mới gọi là phân cực trên cõi Bồ Đề, chứ chưa phải làm chủ hoàn toàn
cái cõi bồ đề này, thì cũng có thể là cái ý như thế, cho nên là thầy mới nói rằng là nó là vẫn là dở dang ấy, cái kiểu nó dở dang. Các bạn có ý kiến gì không? Không có thì chúng ta chuyển nhé, chúng ta chuyển sang phần khác nhé. Tức là ở cái phần một của cái này này thì là chúng ta có thêm một số cái ý mà để giải thích, tạm giải thích một số những cái câu hỏi, cái thắc mắc thôi. Chứ còn nó cũng chưa có giải thích được trọn vẹn là tất cả các cái ý đó. Thì cái điều này thì nó cũng 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 rất hay thường xảy ra thôi, bởi vì là chân sư nói hay là kể cả thầy hiệu trưởng gọi là thầy giải thích lại để cho nó rõ hơn cái ý chân sư, nhưng mà nhiều khi thì bản thân thầy hiệu trưởng thì cũng là cách xa vời vợi đối với chúng ta rồi, cho nên là có nhiều cái nó cũng không hiểu được, thì chúng ta cứ khai thác tạm tạm thế. Thế còn là dần dần thì có nhiều khi thì một cái lúc khác, ở cái lúc nào đó thì ta lại đụng đến những chuyện này, thì có khi lúc bây giờ ta lại hiểu ra hơn. Thì ở đây trong cái phần này thì mình cũng nói cái thập giá, giải thích thêm cái thập giá cố định với thập giá chủ yếu thôi, thì để nó bổ sung cho cái lúc nãy thôi. Thì chúng ta biết rằng là cái thập giá cố định thì là ở đây mình nhắc lại thôi, là nó bao gồm bốn cái dấu hiệu hoàng đạo, đấy là kim ngưu sư tử hổ cáp và bảo bình đấy. Thì cái thập giá cố định thì tượng trưng cho giai đoạn mà cái người hành giả vượt qua ảo cảm đúng không, và sự phân cực để đạt đến trạng thái hợp nhất với ý chí của linh hồn. Thế còn cái thập giá chủ yếu thì nó liên quan đến Bạch Dương Thiên Bình Cự Giải Ma Kết, nó đại diện cho sự khởi đầu của Bạch Dương này, hành động và sự đổi mới trong cuộc sống. Thì cái thập giá chủ yếu này thì nó sẽ liên quan đến cái sự chuyển hóa và tiến hóa trên con đường điểm đạo. Nó nhấn mạnh cái vai trò của hành động quyết định và sự định hướng tinh thần trong việc thể hiện mục đích linh hồn trên thế giới vật chất. Thì ở đây chỉ là nhắc qua lại cái thập giá cố định là như thế nào và thập giá chủ yếu là như thế nào thôi. Thế còn là cái giải thích của mình thì nó cũng đại khái là cứ đặt vào những các cái từ cụm từ của thầy nói để cố khai thác ra thôi, chứ còn cũng chưa biết là có phải đúng là như thế không. Mà thôi thì chúng ta tạm thời qua cái này. Thì đấy là cái phần đầu tiên, một cái phần thứ nhất, trang 60 đến 74 của chương 2. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần 2 của chương 2, tức là vẫn là nơi chốn và hiệu quả của điểm đạo, và nhưng mà ở trang 75 đến 85. Thì đây là cái phần mà của bạn Khánh hôm nọ bạn đã trình bày đấy. Thì ở đây thì mình đưa cái tóm tắt là của bạn là thôi, để mình chúng ta sẽ lược qua lại các cái ý chính của cái bài trình bày. Thế còn nếu mà chúng ta cần là phải nghiên cứu rất là kỹ thì chúng ta sẽ lại những các cái bản ấy đều đều được ghi âm, đều đều quay dưới dạng video, có đủ tất cả các thứ. Thế thì cái tóm tắt của cái phần 2 này ấy thì sẽ nói về các cái cuộc điểm đạo ở các cái cấp khác nhau và những đối tượng khác nhau. Thì bà có thể có những cái sự mơ hồ hay lẫn lộn nào đó, thì chúng ta thấy là như này. Cái ý thứ nhất đấy là các cái cuộc điểm đạo và trên có thể là nó xảy ra ở ngoài trái đất, chứ cũng không phải là cứ nhất thiết là xảy ra ở trên trái đất. Nếu còn xảy ra trên trái đất thì chúng ta cứ hình dung đây, thí dụ điểm đạo 1, 2, xong rồi 3 thì như thế nào, 4 thì 5. Nhưng mà có những cuộc điểm đạo nó xảy ra ở nơi khác, nó ở các cái hành tinh khác,
thì nó rất là huyền bí, nhưng mà chỉ biết là nhìn chung ấy thì cái con đường tiến hóa cao hơn ấy thì nó sẽ là một con đường tiến hóa ở Sirius, mà chân sư cho biết rằng là có phải là đến tới 80% nhân loại là sẽ đi theo cái con đường cao hơn như vậy, tức là sau khi ở trên cái con đường nó thấp hơn ở cái thái dương hệ của chúng ta thì chúng ta bước sang cái con đường cao hơn ở Sirius, thì đại đa số nhân loại là đều đi theo như thế. Nhưng mà còn có cái chuyện mà 80% nhân loại này bao giờ thì mới được ở cái mức độ ở con đường thấp hơn này thì cũng còn là rất lâu, nhưng mà đây là nói một cái khái quát về cái tỷ lệ, cái số liệu để chúng ta ước chừng như thế thôi. Rồi hay là chúng ta cũng thế, chúng ta đang tiến hóa thì một cái tương lai rất là xa xôi, hàng bao nhiêu kiếp, không biết bao nhiêu kiếp mà chúng ta được tìm đạo đồ vân vân của ở những cái thái dương hệ này, thì xong chúng ta lại bước lên cái con đường của Sirius thì là như vậy. Đây là cái ý tưởng chung là như thế thôi. Thì còn cái thứ hai nữa là có một cái ý là các cái huyền giai khác nhau thì sẽ đi trên các chuỗi điểm đạo khác nhau ở thứ phạm vi ở cường độ, tức là mỗi một cái huyền giai thì sẽ có những cái chuỗi điểm đạo khác nhau chứ không phải cùng chung một cái chuỗi điểm đạo. Thí dụ như là cái điểm đạo vũ trụ của Thái Dương Thượng Đế này, hay là cái điểm đạo của vũ trụ của hành tinh Thượng Đế, hay là của nhân loại thì là không giống nhau. Tức là mỗi một cái vị, ví dụ là Thái Dương Thượng Đế thì nó khác, mà hành tinh Thượng Đế thì khác, mà nhân loại là con người chúng ta thì là khác. Mà lâu nay thì chúng ta hay nói thì chúng ta chỉ tập trung vào cái nói đến các cái cuộc điểm đạo của con người, tức là chính là chúng ta mà. Ở trong đó thì chúng ta hình dung thôi, chứ còn chúng ta cũng chưa không có mấy cái dịp đi sâu là thế thì hành tinh Thượng Đế thì được điểm đạo là như thế nào và bao giờ vân vân. Thì có nhiều lúc bản thân mình cũng 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 đọc qua qua không biết ở từ cái hôm nào đấy, đơn hành tinh Thượng Đế thì đâu điểm đạo bậc 4 của Sirius hay sao, không biết nhớ có nhầm không, nhưng đại loại là cứ đọc hết xong rồi nó lại cứ qua đi, chứ nó cũng lại không không để lại trong cái óc mình lắm, kiểu như vậy. Nhưng mà chỉ biết rằng là nó sẽ là khác nhau. Hành tinh Thượng Đế và Thái Dương Thượng Đế thì đang đi qua các cuộc điểm đạo khác nhau, và mỗi chuỗi thì bao gồm một số cuộc điểm đạo khác nhau. Thí dụ 7 cuộc cho một hành tinh Thượng Đế, thế rồi 9 cuộc cho một Thái Dương Thượng Đế. Tức là các cái chuỗi điểm đạo là khác nhau, và còn cụ thể nó như thế nào thì chi tiết cụ thể thì là chúng ta cũng không chưa có cái dịp để đi vào cái chi tiết, nhưng mà chỉ khái quát là như vậy thôi. Và có một cái sự nguy hiểm khi sử dụng một từ như vũ trụ, việc áp dụng đủ phân biệt đối với các cấp độ khác nhau của các thực thể đấy, thì tức là cứ nói là vũ trụ thì lúc thì là nó là tương ứng như thế này, sau lúc khác thì nó lại là khác. Thì hôm trước chúng ta nhớ lại là khi bạn Khánh trình bày ấy, thì là bạn Khánh cũng đã lập những các cái bảng biểu rất là cụ thể đấy của từng cái chỗ, tức là với cái câu của chân sư như thế này thì chúng ta hình dung cái bảng điểm đạo đồ của các cấp thì nó sẽ tương ứng nhau như thế nào. Thế xong đến lúc lại lại có một cái câu khác vẫn của chân sư thôi thì nó lại ra một cái bảng khác mà có những cái vấn đề còn nghi vấn, thì các bạn nhớ lại cái hôm trước là như vậy. Thì để nói là tựu chung lại, tức là chúng ta chưa hiểu được, có những cái ý mà nó có thể là mà chính thầy hiệu trưởng thì cũng nói dùng cái từ là nó cũng vui vui, nhưng mà nó cũng là thật, tức là cái kiểu như là bị tung hỏa mù. Thì hỏa mù thì không phải là chất xứ đừng có định lừa gì chúng ta hay gì đâu, nhưng mà cái vấn đề là cái câu chuyện của huyền môn là một câu chuyện rất là phức tạp khó khăn. Chân sư không thể nào cứ nói hết tất cả, cái chuyện gì cũng nói ra hết thì nhiều khi nó lại gây những cái nguy hiểm. Có những cái lực lượng tà ác ấy, thì nó lại lợi dụng hoặc là nó làm cái gì đó thì sẽ gây những cái phiền nhiễu. Chân sư rất là cẩn trọng, tức là cài đặt vào cái gọi là cái quả cầu ánh sáng thể hiện ở các cái bộ giáo lý của chân sư ấy, là nó nơi này một tí, nơi kia một tí, nơi này thì cấp độ này hiểu, cấp độ nơi khác lại hiểu. Thì tùy anh cứ cứ như thế anh khai thác thôi, và anh cứ càng học nhiều, anh càng tìm hiểu thì anh sẽ móc nối lại được những các cái chỗ này chỗ khác để anh hiểu. Với lại nó quan trọng ở cái chỗ là cái tiến hóa của anh đến đâu,
nếu mà cái mức độ tiến hóa của anh cao cấp, anh là điểm đạo đủ bậc cao để càng cao càng cao, thì lời chân sư nói là các vị có thể hiểu được là khi này thì nói như này là tại vì là như thế này, mà khi khác thì là tại cái khác. Nhưng mà còn cái nhãn quan của chúng ta nó còn bị hạn chế, chúng ta còn đang tiến hóa, còn đang ở mức độ rất là thấp trên đường đạo. Thế thành ra chúng ta chỉ là những người chí nguyện, chúng ta đang bước trên cái con đường dự bị đấy, thế rồi vươn lên cái con đường đệ tử. Nhưng mà thực ra thì những cái cấp độ của điển đạo là chúng ta đang học để chúng ta biết và chúng ta phấn đấu, chứ chứ còn chúng ta cũng chưa phải là ở các cái mức độ cụ thể như vậy. Cho nên khi đọc những cái lời chân sư nói ở chỗ này ở chỗ khác ta thấy khác nhau. Thì ngày xưa mình cũng khi nào mà mình đọc mình thấy có những cái sự nó vô lý, nó mâu thuẫn, là mình cũng, mình nói thật với mọi người là mình cũng rất là khó chịu, tức là thấy, tức là nó chả logic gì cả, nó cứ không khớp với nhau. Thế nhưng mà về sau khi mà hiểu ra rồi thì bảo thôi mình chả thắc mắc gì nữa, bởi vì mình chưa hiểu, tức là cái trình độ mình thấp quá, mình không hiểu được cái ý của chân sư cài cái đó ở là như thế nào. Chứ nếu mà mình cứ thắc mắc, mình cứ khó chịu thì đấy là cái khó chịu của phàm ngã, của cái sự nhận thức nó rất là thô sơ, nó còn đang ấy thì thế thôi. Thì ở đây cũng thế, nó cũng khi mà nói về các cái chuyện điền, các cái cuộc điền đạo vũ trụ này chẳng hạn, thì nó cũng có rất là nhiều cái mà nó mâu thuẫn với nhau, mà chính thầy hiệu trưởng cũng thấy là mâu thuẫn với thầy, cho nên thầy mới cứ đặt ra câu hỏi này để đặt ra câu hỏi khác để mà chúng ta hiểu một cái khái quát thôi. Thế ở đây thì để mình vẽ ra cái này là tạm thời đây, thí dụ là cái điểm đạo hành tinh đấy, hành tinh là điểm đạo các cuộc mà chúng ta đang theo dõi đấy, là điểm đạo một, chỗ này nó bị lấp cái này, là điểm đạo hành tinh một, xong điểm đạo hành tinh 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhá. Thì ở cái chỗ gạch chân này, cái gạch gạch chân thẫm thẫm này này, thì là ở đây là đến điểm đạo 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 1, 2 là điểm đạo ngưỡng, đúng không? Điểm đạo 3 thì mới là điểm đạo coi như là thực sự đấy. Đấy. Là nó tương ứng với điểm đạo Thái Dương 1. Thì đến khi mà được điểm đạo bậc 5, tức là như là chân sư DK mà chúng ta vẫn hay hay là coi như là được được chân sư giảng dạy trực tiếp rồi theo cái giáo huấn của chân sư đấy, thì đấy là chân sư Minh Triết. Tức là thí dụ như chân sư DK là chân sư Minh Triết thì là được điểm đạo bậc 5. Thế xong rồi lại lên đến ai đó được điểm đạo hành tinh 6, tức là quản cai quản cái cõi chân thần ấy, là cái cõi thứ hai từ trên xuống ấy, mọi người tưởng tượng ấy, là cái cõi thượng đế ở đầu tiên trên cao nhá, xong rồi đến cái cõi chân thần ấy, là đấy là điểm đạo hành tinh. Chúng ta lại nhớ cái ý lúc đấy là cứ điểm đạo cấp mấy thì sẽ quản lý cai quản cái cõi tương ứng ấy, với lại quản lý được bao nhiêu các cung đấy. Thí dụ điểm đạo thứ sáu thì sẽ tác động làm chủ trên cái cõi 6, tức là cái cõi chân thần giả sử. Thế thì đến cái điểm đạo hành tinh thứ bảy, tức là tương ứng với lại cái cõi thượng đế ở trên cùng đấy, thì ở đây có một cái tên gọi khác là chân sư phục sinh. Chân sư phục sinh tức là điểm đạo hành tinh 7 thì sẽ tương ứng với điểm đạo Thái Dương 5 thôi, tức là nó thụt đi hai cấp, tức là phải đến điểm đạo hành tinh thứ ba thì mới là điểm đạo Thái Dương thứ nhất. Cho nên là ta gọi cái hai cái điểm đạo trên là ngưỡng, tức là nó gọi là nó là như cái kiểu tập sự ấy, cái kiểu nó gọi là chưa chưa phải là chính thức là căn bản ấy. Thế thì đến điểm đạo hành tinh thứ ba thì mới tương ứng với điểm đạo Thái Dương 1. Cho nên là cái điểm đạo hành tinh 7 thì giờ tương ứng với điểm đạo Thái Dương 5. Đấy, và gọi là chân sư phục sinh. Và hôm trước thì cứ chân sư DK cứ cứ nói là chân sư cứ chỗ nào cũng cứ chân sư. Thế thì thầy hiệu trưởng mới bảo là thế thì chân sư là thế nào, chân sư Minh Triết thì là chỉ bậc 5, thế còn đây lại chân sư lại điểm đạo bậc 7 cũng lại là chân sư, thế thì về sau mới lại có một cái chỗ khác thì lại có cái tên là chân sư phục sinh. Thế cho nên là đây tất cả những các cái thầy hiệu trưởng bình luận đấy, đặt ra những câu hỏi rồi các thứ, thì bây giờ mình tựu chung lại là mình tạm là đưa ra một cái bảng cụ thể là như thế này. Và cái này thì bạn Khánh là cũng đã thể hiện rồi, nhưng mà bạn Khánh thì thể hiện kỹ hơn, tức là từng cái đoạn có cái câu nào của chân sư, có cái câu nào của thầy hiệu trưởng, là ra một cái bảng để mà đặt thành vấn đề khẳng định, hoặc là những câu hỏi còn đang dấu chấm hỏi. Nhưng mà còn tóm lại thị chung là những cái ý chính mà tạm tạm là để chúng ta cứ tạm nhất trí với nhau đấy, thì là
chân sư Minh Triết là điểm đạo bậc 5, chân sư Phục Sinh là bậc 7, điểm đạo Hành Tinh thì bậc 7, mà điểm đạo Thái Dương thì bậc 5. Mà điểm đạo Sirius là cái con đường đạo cao hơn mà lúc nãy chúng ta nói 80% nhân loại đi theo đấy. Thì điểm đạo Thái Dương 5 thì mới tương ứng với điểm đạo Sirius 1. Đấy. Và đến cái điểm đạo Thái Dương 7 này thì tương ứng với điểm đạo Sirius 3. Điểm đạo Sirius 3 mà cũng còn có một cái nơi khác nữa mà liên quan đến cái gọi là chân sư tam điểm, có một cái khái niệm là Sirius 3 thì là chân sư tam điểm của cái huyền gia trên Sirius. Thì đấy là một vài cái ý mà nó nổi bật lên để chúng ta tạm thống nhất với nhau là như vậy thôi, chứ còn đi vào chi tiết ý, thì như là bạn Khánh hôm trước đã trình bày đấy, thì đi vào rất là chi tiết và các cái bảng, từng cái bảng rất là cụ thể, thì nó có những cái câu hỏi hoặc những cái lẫn lộn thì chúng ta phải cứ để đấy đã, và bản thân thầy hiệu trường cũng còn phải đang xác định xem là như thế nào, hiểu như thế nào, thì nó là một cái tình hình chung của cái việc mà chúng ta đọc giáo lý của chân sư mà chúng ta chưa hiểu, hoặc là do ngài cài và hoặc là ngài nói một cái cách nào đó để có thể là nó không tường minh một cách chính xác như 1 + 1 = 2 mà chúng ta vẫn cứ cứ thấy ở ngoài đời bình thường. Thì đấy là một vài cái ý mà tự chung lại thì là nó là như vậy. Thế còn đối với con người chúng ta ấy, là điểm đạo, thì bây giờ chúng ta đang quan tâm nhất đến 5 cái điểm đạo, là điểm đạo 1, điểm đạo 2 là điểm đạo ngưỡng, rồi quan tâm đến điểm đạo 3, 4, 5. 5 là chân sư Minh Triết, là chân sư Đi Kê. Thì đấy là coi như là cao tột đỉnh đấy. Kiểu đối với con người chúng ta mà bình thường chúng ta đang nghiên cứu, chúng ta đang đi theo cái bước chân của chân sư ấy, thì chúng ta cũng đang để ý đến những cái chuyện này thôi. Còn tất cả những các cái ý khác là chúng ta biết là đại thể nó là như thế, chứ còn chúng ta chưa phải là điểm đạo ngưỡng, chưa chưa đạt được điểm đạo 1, 2, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể đạt được những các cái điểm đạo mà cao cấp, thì tất cả con đường này, con đường kia vẫn đang được. Thì đấy là một số cái gọi là một cái khái niệm tóm tắt lại là như vậy thôi. À. Ôi, chỗ 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 này cháu đến cái phần trình bày của cô là cháu mới liên tưởng lại cái có một cái đoạn nhé. Vâng. Ở đây này là cái đoạn điểm đạo hành tinh 7 này, điểm đạo Thái Dương 5 và điểm đạo Sirius 1 đấy. Thì hôm trước mình cũng đang bàn luận với nhau, bởi vì cũng nói là điểm đạo có thể hành tinh 5 thì đâu đó cũng đã chạm ngưỡng Sirius các thứ rồi ấy. Ở điểm đạo Sirius rồi ấy. Nhưng mà có một cái chi tiết quan trọng mà cũng có liên quan ở ngay trong cái phần này á, Vâng. là khi mà thầy hiệu trưởng mình giảng thì thầy có nói là hết cái điểm đạo thứ năm đấy thì sẽ lên điểm đạo thứ sáu, và ở trong cái sau 2022, sau 1925 ấy thì thường là phải kết thúc cái điểm đạo thứ sáu thì bắt đầu mới tiến đến cái con đường điểm đạo cao hơn, mức độ ví dụ cao hơn như ở trên Sirius chẳng hạn. Thì từ thứ năm đến thứ sáu thì có thể lựa chọn cái con đường là ở lại trái đất điểm đạo kiếp, hoặc là đến một cái hành tinh hoặc là địa điểm nào đó trong Thái Dương hệ thôi để hoàn thiện cái cuộc điểm đạo thứ sáu trước khi tiến nhập vào các cái điểm đạo ở những cái cõi cao, những cái cảnh giới cao hơn như là trên Sirius chẳng hạn, đúng không? Thì đâu đó ở đoạn này, đây qua cái phần của cô cho mới hình dung là thế, điểm đạo thứ sáu, điểm đạo hành tinh thì nó cũng chưa chạm cái ngưỡng, có thể chưa chạm ngưỡng cái điểm đạo của Sirius 1 đâu, mà đúng là phải đến điểm đạo 7 thay vì là điểm đạo hành tinh 5, đúng không? Thì phải đến điểm đạo hành tinh 7 thì đâu đó nó mới điểm đạo Sirius. Nhưng mà trong cái phần mà anh Trương anh cũng post ở trên cái nhóm sau sau cái bài ấy, thì chân sư Minh Triết thì cũng đã chạm đâu đó, có thể là chạm được những cái gì đó ở trên Sirius rồi, nhưng có thể đấy là chỉ là cái kiểu như là ngưỡng hoặc là dự bị gì đó ở trên xin nữa thôi, chứ còn điểm đạo thì có lẽ là đúng là phải hành tinh thứ bảy thì nó mới đến mức độ điểm đạo được. Thì cái gạch chân này ấy, tức là Khánh nhớ là mình, tức là mình có cái một cái câu á, chân sư nói là rất là rõ ràng ấy, đúng không, Và là điểm 7 đạo Thái Dương 5, điểm đạo Sirius 1, thì hôm nay là chúng ta cứ nhấn mạnh cái chỗ đấy đấy, thì gọi đúng là rồi. coi như là chúng ta khẳng định là cái đấy là nó là đúng là như thế, chứ nó không còn phải mơ hồ gì cả nữa. Đấy, thế còn lại thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục ấy thôi. Ví dụ như Giờ điểm vẫn open mind thôi, thì đây là một cái gọi là tạm thời thế thôi, đúng không? Còn
Thì đúng rồi, vẫn sẽ là mở tiếp. thực sự mình chết thì thằng cũng có thể là nó có liên quan một mức độ nhất định, nhưng mà nó dưới dạng nó không phải là hẳn là điểm đạo hẳn hoi, không phải là được điểm đạo bậc một, mà là nó chỉ là với một cái gì đó nó gọi là chập chững rồi nó tiếp xúc một tí chút, hay là nhất là cái điểm đạo hành tinh thứ sáu ấy, thì đấy, tức là anh vẫn chưa chưa phải là đạt được đến cái điểm đạo Sirius, là sang cái con đường điểm đạo cao, cái con đường cao này, mà phải đến điểm đạo 7 thì mới mới đạt được cái đó. Tức là cứ phải Đức Christ với cả Đức Phật đúng không? Vâng. Đấy thì cứ có cái câu đấy, có cái câu của chân sư DK đấy. Thế rồi hôm trước Thủy Dương cũng cũng khẳng định lại đấy, nhưng vẫn cái ý chung thì chúng ta tương đối là thống nhất. Với thứ nhất là sư có nói rõ ràng cái câu đấy. Và cái thứ hai là chúng ta khớp lại với những các chỗ này chỗ khác thì cũng thấy hoặc là hợp lý, hay là chúng ta tạm gọi là xác định cái nhận thức như vậy thôi, chứ còn mà tất cả mọi sự nó vẫn đều là tương đối, vẫn phải là tìm hiểu tiếp. Thì ở trong cái phần hai này ấy, thì có một cái câu hỏi của bạn Nguyệt Đoàn, thì bạn nói là như thế này, là mỗi một, đây là chỉ nhắc lại cái phần ở trong bài thôi, là mỗi huyền giai thì có một hệ thống điểm đạo riêng của nó, mà huyền giai thì có cả thực vật, động vật, con người, rồi các huyền giai sáng tạo khác nhau, các hành tinh thượng đế, các thái dương thượng đế. Chúng ta nhớ là cái huyền giai sáng tạo thứ năm chính là của thái dương thiên thần đấy, còn điểm là còn huyền giai thứ tư là của con người, và các cái thấp dưới nữa thì là của động vật, của các cái khác nhau. Thế rồi bên trên của thái dương thiên thần thì là các hành tinh thượng đế, là các thái dương thượng đế. Tại một thời điểm nhất định của sự phát triển điểm đạo, những cuộc điểm đạo đã trải qua bắt đầu được gọi là những cuộc điểm đạo vũ trụ, nhưng không có lý do gì để tin rằng tất cả các cuộc điểm đạo vũ trụ được trải nghiệm bởi các thứ bậc khác nhau của các đấng hiện tồn đều là những phần của cùng một chuỗi các đạo. Ví dụ cuộc điểm đạo vũ trụ đầu tiên của thực thể con người thì không giống như cuộc điểm đạo vũ trụ đầu tiên của một hành tinh thượng đế, cũng không giống như cuộc điểm đạo vũ trụ đầu tiên của một thái dương thượng đế. Cần thiết phải có một số tháo gỡ về bản chất khác biệt thực sự của các chuỗi điểm đạo tương tự liên quan nếu muốn đạt được một sự hiểu biết chính xác hợp lý. Chuỗi năm cuộc điểm đạo của con người, chuỗi hành tinh gồm 7 cuộc điểm đạo và cuộc 9 cuộc điểm đạo của thái dương thượng đế gần như chắc chắn không phải là cùng một chuỗi, vì ba loại thực thể này là thành viên của các huyền giai khác nhau, và mỗi huyền giai thì có một chuỗi các cuộc điểm đạo riêng của nó. Thì ở đây nhắc lại những cái đoạn này là cũng lặp lại gợi ý ở trên thôi, tức là với các cái với con người, với hành tinh thượng đế, với thái dương thượng đế thì các cái chuỗi điểm đạo là nó không giống nhau, còn nó như cụ thể như thế nào thì muốn hiểu biết chính xác như thế nào đấy thì sẽ phải có những cái tháo gỡ, ở đây gọi là những cái tháo gỡ hay những cái bản chất đặc biệt như thế nào đấy, chứ còn chúng ta thì chỉ hiểu một cách rất là tương đối sơ bộ như thế thôi. Đấy. Thì đây bạn, cái câu hỏi của bạn là như này, là ta có thể phân tích thêm về đoạn văn quan trọng này không? Ví dụ các chuỗi điểm đạo của các giới giới nhân loại là gì và nó hoạt động như thế nào? Thì chúng ta đang nói đến cái chuỗi điểm đạo của con người đúng không, là từ năm cái cuộc điểm đạo 1 2 3 4 5 đấy, hoặc là lên trên một chút nữa. Thế rồi chúng ta cũng có nhắc qua về mặt hình thức đấy, là của cái chuỗi điểm đạo của hành tinh thượng đế hay là của thái dương thượng đế thì như nào, nhưng mà chúng ta chưa nhắc đến cái chuỗi điểm đạo của các cái đám mà ở bên dưới giới nhân loại, tức là thực vật, động vật, các thứ đấy, thì nó điểm đạo là như thế nào. Thế thì về cái khái niệm này thì mình đi tìm ở trong trong sách của chân sư ấy, thì mình hiện nay là mình chưa tìm thấy, không có nghĩa là nó không có, mà là nó có, nhưng mà do mình chưa tìm thấy thôi, hoặc là mình hạn chế, mình chỉ trong cái khuôn khổ nào đó chứ chứ không không toàn thể được, không nhìn được cái toàn thể hoặc cái tất cả những cái mà chân sư trình bày ở đâu đó, vì nó có những 24 quyển sách cơ mà. 24 quyển sách và hàng vạn trang sách như vậy, mỗi một quyển là cứ hàng nghìn trang, với lại 700 800 trang ấy, thì 24 quyển như thế thì nó nhiều lắm, nó nhiều kiến thức ở trong lắm. Thế cho nên là mình đi tìm mình chả thấy ở đâu cả. Thế thì mình cuối cùng thì mình cái đoạn này mình trích ra đây thì các bạn để tham khảo thôi. Thì tức là đây là mình hỏi cái chat GPT đấy,
thì sẽ nói, mà cũng chỉ tìm được đến cái chuỗi điểm đạo của giới động vật và của giới khoáng thạch, chứ còn của giới thực vật là cũng không tìm ra. Đấy. Thế thì đây là tạm là như thế này để chúng ta xem qua thôi, cái gì chúng ta có thể biết một cái sự khái niệm nào đó. Thế còn còn cái việc mà chúng ta phải đi tìm hiểu thì nó phải kỹ hơn. Đấy. Thì chuỗi điểm đạo của giới động vật thì đề cập đến quá trình tiến hóa tinh thần của cái đơn vị sống trong giới động vật phải trải qua để cuối cùng đạt đến giai đoạn tiến hóa thành nhân loại và sau đó tiếp tục tiến trình tâm linh của họ. Giới động vật chưa có linh hồn cá thể hóa như giới nhân loại mà thường hoạt động dưới sự dẫn dắt của linh hồn nhóm. Cái đoạn này thì chúng ta biết rồi đúng không? Tức là nói tóm lại là anh tiến hóa, anh động vật thì anh tiến hóa như thế nào đấy rồi cuối cùng thì anh phải đạt đến cái giai đoạn tiến hóa thành nhân loại. Nôm na là cái tiến hóa thì là như thế. Thế còn bây giờ cái điểm đạo của nó thì là như thế nào? Thì sự tiến hóa của giới động vật bao gồm việc phát triển ý thức qua từng giai đoạn. Khi một đơn vị trong giới động vật đạt đến mức tiến hóa đủ cao, nó có thể trải qua quá trình biệt ngã hóa, tức là sự phân tách ra khỏi linh hồn nhóm và trở thành một đơn vị linh hồn cá thể. Đây là điểm chuyển tiếp quan trọng giữa giới động vật và giới nhân loại. Tức là khi xét đến cái sự tiến hóa của giới động vật thì đến một cái lúc nào đó nó phát triển đến lúc nào đó đến mức độ tiến hóa đủ cao thì nó lại trải qua một cái quá trình biệt hóa, lúc bấy giờ nó từ cái linh hồn nhóm mà nó về cái linh hồn cá thể, nó đạt được cái sự tự thức của cá thể đấy. Thế rồi nó đến khi mà nó đã chuyển thành con người rồi thì nó lại thì tất nhiên là sau đó thì nó lại phải phải theo cái quá trình điểm đạo của con người, chứ cái đây không nói, như đây đang nói cái giai đoạn động vật đấy. Thì đây nói là theo giáo lý của chân sư Tây Tạng, sự chuyển tiếp từ giới động vật sang giới nhân loại là một phần trong hệ thống điểm đạo vĩ mô, nơi mỗi giới như giới khoáng vật, giới thảo mộc, giới động vật và giới nhân loại đều trải qua một quá trình tiến hóa tương tự nhưng ở các cấp độ và hình thức khác nhau. Khi một đơn vị trong giới động vật đạt đến mức độ phát triển nhất định thì nó sẽ sẵn sàng để nhận một lần điểm đạo, đó là sự nhập vào giới nhân loại. Tức là ta hiểu rằng là một cái ông động vật này khi ông tiến hóa mà ông ấy chuyển sang được là thành nhân loại ấy, thì đấy cái lần mà ông ấy nhập vào giới nhân loại thì đấy là nhận nhận một lần điểm đạo đấy. Thế còn khi ông đã sang những giới nhân loại rồi, xin lỗi. Thôi mẹ bận tí tí nữa mẹ gọi lại nhé. Khi ông đã sang cái giới nhân loại rồi là coi như anh một lần điểm đạo, mà anh đã nhập vào giới nhân loại rồi thì anh sẽ lại tiếp tục tiến hóa, anh lại tiếp tục tiến hóa, anh là những con người rồi thì anh lại lại tiến hóa để lên đến điểm đạo bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 của nhân loại đúng không? Thế thì ở đây sẽ chỉ nói rằng là nếu mà khi mà nhập vào giới nhân loại thì đấy là coi như là một lần điểm đạo. Nói tóm lại vậy phải chăng là nó chỉ có một lần điểm đạo mà khi mà nó chuyển sang con người thôi, chứ còn trước đó là không có cái khái niệm về điểm đạo nào cả. Thì đấy đấy là cái ý là như vậy. Và đây tất nhiên nói đây sau khi trở thành một phần của giới nhân loại, hành trình điểm đạo tiếp tục qua các giai đoạn khác nhau từ đệ tử cho đến những bậc thang cao hơn của sự phát triển tinh thần, thì cái này thì chúng ta quen rồi, chúng ta hiểu rồi, nói về con người là không 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 có cái gì là lơ mơ nữa rồi. Thế nhưng mà vậy vậy thì cái động vật này là nhận một lần điểm đạo, vậy phải chăng là đối với cái khái niệm về động vật thì sự điểm đạo nó chỉ có mỗi một lần thôi, là khi nó tiến hóa đến cái mức mà nó được nhập vào giới nhân loại thì đấy là điểm đạo, chứ không có hai lần ba lần điểm đạo gì cả, phải chăng là như vậy? Đấy đấy là nhà chúng ta tham khảo về cái chuyện là cái quan điểm về cái giới động vật. Cái thứ hai nữa là nhà của giới khoáng thạch là trong hệ thống triết học nội môn, quá trình điểm đạo của giới khoáng thạch đang được hiểu là một giai đoạn quan trọng trong sự tiến hóa của vật chất. Điểm đạo ở đây không phải là sự thức tỉnh tinh thần như trong các giới tiến hóa cao hơn, ví dụ như giới nhân loại, mà nó là sự chuyển hóa của vật chất từ trạng thái một nguyên tử hoặc một phân tử vật chất đơn thuần sang một cấp độ rung động cao hơn. Là nó cái khái niệm điểm đạo nó không phải nó là khoáng thạch mà. Nó không 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 có cái sự tích thức tỉnh tinh thần như như con người được, mà nó chỉ là cái sự chuyển chuyển hóa của vật chất
sang một cái cấp độ rung động cao hơn. Giới khoáng thạch biểu thị cho giai đoạn tiến hóa sơ khai nhất của sự sống trên hành tinh. Quá trình điểm đạo trong giới khoáng thạch chủ yếu liên quan đến việc nâng cao các rung động tiềm ẩn trong các nguyên tử, và sự thay đổi này thể hiện qua các quá trình vật lý và hóa học như là áp suất, nhiệt độ và các tác động môi trường khác, dẫn đến việc hình thành các tinh thể đá quý và khoáng sản. Điều này được xem như một bước tiến trong tiến hóa của chính sự sống, dù ở cấp độ thấp nhất. Thạch còn biểu thị sự chuẩn bị cho các bước tiến xa hơn trong chu kỳ tiến hóa, khi vật chất khoáng thạch sẽ chuyển sang các trạng thái khác cao hơn như giới thực vật, động vật và cuối cùng là nhân loại. Thế thì ở đây là cái khái niệm mà gọi là điểm đạo trong giới khoáng thạch ấy, thì nó sẽ là một cái sự liên quan đến cái sự nâng cao các rung động trong các nguyên tử. Đấy. Mà những cái đó thì nó chịu cái sự thay sự sự tác động của các cái quá trình vật lý hóa học. Thế chẳng hạn mình lấy ví dụ như này là chúng ta ở các cái khoáng thạch nhé, ví dụ chúng ta có đầu tiên là có cả than nhé, chẳng hạn nhé. Thì than là nó cũng là thấp nhất, nó cũng là rất là thô sơ nhé. Nhưng mà trải qua những các cái cuộc động đất đấy, cuộc động đất rồi như nào thì núi lửa rồi động đất, thì tức là nó có cái tác động của áp suất, của nhiệt độ này, của các cái môi trường, thì lúc bấy giờ nó lại của quá trình là nó lại biến chuyển dần dần, nó gọi là như là chúng ta gọi là như là nó tiến hóa đấy thành những các cái loài cao quý hơn, chẳng hạn như đến đến tận cùng, đến cuối cùng là đá quý hay là kim cương chẳng hạn đấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự thay đổi, sự chuyển hóa vật chất theo kiểu như vậy. Thì niệm là anh đã đạt được cái những cái anh sẽ có những cái quá trình điểm đạo trong thế giới khoáng thạch, thì đó là nâng cao cái rung động trong các nguyên tử, thì đấy là điểm đạo. Thế còn nó là điểm đạo một hay là hai hay ba, thì ví dụ chuyển từ cái vật chất thô sơ này xong rồi sang đến đâu thì là bước một, thì xong lại bước hai, xong cuối cùng lại sang thành kim cương thì là bước năm, bước sáu, thì không phải. Thì ở đây nó không nói rõ cái chỗ đấy, chỉ nói rằng là cái khái niệm điểm đạo của khoáng thạch nó là như thế đấy. Thế còn tất nhiên cái câu cuối cùng này thì biểu chuẩn bị cho các bước tiến xa hơn trong chu kỳ tiến hóa, thì cũng giống như lúc nãy là động vật tiến lên thành con người, thì bây giờ là khoáng thạch thì chuyển sang các trạng thái cao, như là khoáng thạch thì chuyển sang thực vật, xong thực vật lại lên động vật lại cuối cùng là nhân loại. Thì những cái quá trình mà chuyển dần dần các trong cái chu kỳ tiến hóa như vậy thì nó cũng sẽ liên quan đến chuyện điểm đạo. Thì lúc nãy chúng ta có một cái ví dụ là động vật lên con người, đấy là một lần điểm đạo, thì chúng ta cứ hiểu đại khái là như vậy thôi. Thì còn còn cái quá trình điểm đạo của cái giới thực vật, thực vật xong lên động vật thì như thế nào, thì mình chưa chưa tìm ra cái gì cả. Thôi. Và đúng là cái phần đấy của cô thì nó cũng có cái sự tiến hóa lên đấy, nhưng mà cái câu hỏi này thì cháu cũng đã trao đổi, cũng hỏi thêm Quốc Khánh một chút. Thì trong phần này là các cái sẽ liên quan đến cái hệ thống quyền giai khác nhau, thì là các sự sống khác nhau, thì mỗi cái sự sống đó là biểu thị các loại năng lượng khác nhau đấy. Chính cái năng lượng khác nhau này đưa đến các chuỗi điểm đạo khác nhau, tạo thành với các điểm đạo riêng của nó. Các sự sống được trực Đức Đê Ca trình bày trong IP trong trong tâm linh học nội môn 1 trang 215 ấy, là các cái sự giới khoáng vật này, thực vật, động vật, con người, siêu nhân loại, rồi hành tinh, rồi rồi sự sống khai dương. Đấy thì từ 7 cấp độ như vậy. Ở trong trang trang 215 ở trong Tâm linh EP1 học nhé, nội môn. hoặc là trong và trong chuyên tinh học nội môn hoặc là TCF ấy, thì cũng có cái trang mà liệt kê về các cái huyền gia sáng tạo. Thì đại ý là mỗi cái huyền gia sáng tạo chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đại diện cho một cái năng lượng khác nhau. Năng lượng này thì mỗi cái huyền gia sáng tạo thì nó cũng chảy qua cái cung năng lượng khác nhau ấy và biểu lộ khác nhau. Do đó thì cái sự điểm đạo nó cũng sẽ khác nhau thôi. Và điểm đạo thì là gì? Định nghĩa điểm đạo của chúng ta đó là sự mở rộng của tâm thức, đúng không? Mà tâm thức thì thuộc vào năng lượng cho sự biểu lộ và hiện tồn. À, thì cái đấy định nghĩa này là định nghĩa ở trong trong chương trình bộ môn trang 527. Mỗi huyền giai vốn là một tập hợp của các sự sống và các năng lượng khác nhau, thì sẽ quy định sự mở rộng tâm thức khác nhau thôi.
đúng không? Thì nó rõ ràng liên quan đến cái sự định nghĩa nền đạo trên kia. Đấy thì sự quy định, sự mở rộng tâm thức khác nhau thì đó là chính là sự điểm đạo khác nhau, bởi vì nó có mang năng lượng khác nhau mà, và có một cái xích quan thì như cô nói là biết là cái vật tiến hóa đến động vật ở chỗ nào, ở điểm đạo đến chỗ nào, thì ở trong cái sách đây hình TF ấy là chân sư có viết này nhá, tức là cái con đường mà tiến hóa động vật thì nó sẽ tiến hóa thành con người đó, nhưng mà thực vật thì không phải theo tiến hóa động vật đâu, mà lại theo tiến tiến vào trường tiến hóa của thiên thần đấy, nó sẽ không, chứ không phải đi theo theo cái line là nơi con người, mà thực vật thì lại hướng vào theo cái tiến hóa tinh lên thiên thần nhé. Đấy, và rõ ràng như vậy thì hai thực thể khác nhau này có các mục tiêu khác nhau, hai cái thời gian này cũng khác nhau mà, thì đòi hỏi cái hệ thống chuỗi điểm đạo cũng khác nhau thôi. Vâng, ok, cảm ơn Khánh. Khánh có cái dẫn chứng một số các cái trích dẫn từ các cái tài liệu từ tâm lý học môn hoặc là TCM hoặc các thứ, cái đấy rất là quý thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Nhưng mà chỉ có điều là cái khái niệm điểm đạo, tức là bình thường nhé, chúng ta đang quen với con người rồi đúng không, thì Vâng. chúng ta tưởng tượng là một cái sự giác ngộ tâm linh đấy, cái giác ngộ tinh thần vươn cao lên, vươn cao lên, bỏ những cái thấp thỏi từ cái phàm ngã thấp của vật chất này, xong lại lên đến cảm xúc, lại lên đến tinh cái cõi trí này, xong thoát cõi trí thì đi lên các cõi, thì mình đang tưởng tượng là nó có những cái sự điểm đạo, nó từng cái cấp bậc và được các cái đấng, ví dụ như là hành tinh thượng đế đúng không, hay là được đấng Christ các thứ, làm cái việc điểm đạo là công nhận cho anh là anh đã đạt được đến cái điểm đạo này, điểm đạo này này, và sẽ tiếp sức tiếp năng lượng cho anh ở mỗi một cái lần điểm đạo đấy, thì mình đang quen với cái khái niệm đấy rồi, thì bây giờ mới sang cái chuyện là điểm đạo của những cái loài mà nó thấp ấy, ví dụ cái khoáng thạch đấy hay là cái thực vật thì thôi tạm nói, không nói là nó đang sang cái khía cạnh kia, thế rồi động vật các thứ đấy, thì mình không hiểu là điểm đạo thì là như thế nào. Thế nhưng cho nên là ở đây thì như nói như 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 Khánh là đúng, là tức là nó cái trạng thái đấy nó phụ thuộc vào năng lượng của thế giới, từng cái huyền giai sáng tạo của từng loại, thế và nó sẽ thì điểm đạo là nó xảy ra ở trong cái những các cái quá trình đó. Cho nên cái khái niệm mà gọi là tâm thức hay là khái niệm điểm đạo của các cái giới mà thí dụ như là nó gọi là những cái vật vô tri vô giác đấy, cái kiểu ta cứ tạm gọi là như thế đấy, thì nó thấy là nó khó hình dung. Thế cho nên là thí dụ như chẳng hạn khi nói về động vật mà lên con người thì nói rằng ví dụ động vật mà bao giờ mà được thoát được cái kiếp thú sang thành con người thì coi như đấy là anh điểm đạo rồi. Đấy. Hay là đối với lại cái khoáng thạch này thì nó không phải ai chứng nhận, không phải ai làm cái gì cả, không phải cái gì cả, mà nó là chuyển hóa của vật chất đấy, và tức là nó sẽ liên quan đến cái khái niệm như Khánh nói là về năng lượng đây, thì anh chuyển hóa anh từ một cái vật chất, một cái trạng thái này nó thấp mà sang một cái trạng thái cao hơn thì đấy là cái khái niệm là điểm đạo là như thế. Thì tức là nó khác với lại cái mà chúng ta vẫn cứ cứ hình dung quen cho con người của chúng ta đấy, thế với lại các cái đấng cao hơn nữa đấy, thì còn những cái gì mà thấp hơn nguyên giai nhân loại thứ tư ấy, tức là các cái đám ở bên dưới này, thì tức là như như bản thân mình ấy, là tức là Nguyệt Đoàn đưa ra cái câu hỏi này và muốn tìm hiểu cái này thì nó thành ra là mình mới để ý thôi, chứ còn thực sự thì lâu nay ấy, thì mình cũng chẳng có nghĩ cái chuyện mà là điểm đạo của khoáng thạch hay là điểm đạo của thực vật hay là điểm đạo của giới động vật, thực ra là thế. Nhưng mà nhân có cái câu hỏi của bạn Nguyệt thì mới để ý đến cái chuyện này, thì mình mới mới đại khái là mới tìm hiểu sơ bộ đến như vậy thôi. Nhưng mà còn để mà hiểu kỹ thì như Khánh nói là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu sâu thêm các cái tài liệu của chân sư nói về những cái chuyện này, và chúng ta cũng sẽ hình dung trong óc chúng ta là có những cái khái niệm mà nó vượt ra khỏi cái mà chúng ta vẫn cứ quen, kiểu là quen thuộc ấy, theo cái cách nghĩ của chúng ta trong đời thường, thì nó không phải là như vậy. Xin cảm ơn Khánh. Các bạn khác có ý kiến gì không? Nguyệt đâu ấy nhỉ? Nguyệt hôm nay Nguyệt có dự không ấy nhỉ?
Dạ con có câu hỏi. Dạ theo con nhớ trong cuốn sách nào đó thì là điểm đạo nó chỉ diễn ra từ cái lúc mà biệt lập ngã tính, từ cái hệ nguyệt tinh chuyển qua dãy địa cầu, thì lúc đó vị bàn cổ mới mới triển khai cái kế hoạch điểm đạo này để cho con người tiến hóa nhanh hơn. Thì con không biết là thì con nghĩ là nó chỉ áp dụng cho cái giới nhân loại thôi, còn con không biết là nó có áp dụng với mấy cái giới ở dưới không. Không, đúng rồi, em nói cái đấy thì đúng. Đối với con người thì là như thế, mà từ khi mà ta biệt ngã hóa là thái dương thiên thần và mà chiết xuất cái tia lửa trí tuệ vào cho cái linh hồn của con người á, thì lúc bây giờ có cái trí ấy, thì lúc bây giờ nó là một cái sự phân biệt hẳn đối với lại các cái loài khác. Xong rồi dần dần ta mới tiến lên rồi linh hồn rồi các thứ, rồi mở các cánh hoa sen trên ngã thứ, thì đúng rồi, thì là đó là bắt đầu xong rồi tiến lên điểm đạo 1, 2, 3, 4, 5, thì đấy là cái quá trình điểm đạo là của con người. Cái đấy là chắc chắn là như vậy rồi, cái đấy là đúng rồi. Thế nhưng mà ở đây thì Nguyệt đang đặt ra cái câu hỏi rằng là vậy mỗi cái huyền giai sáng tạo thì là nó cũng đều có liên quan, có một cái quá trình điểm đạo riêng, có những cái chuỗi điểm đạo riêng và nó có những cái đặc thù riêng. Đấy thì nó có một, nó trở thành một cái khái niệm là như vậy, thì mới bạn ấy muốn là bây giờ phải tìm hiểu xem là thế thì các cái giới khác thì nó có điểm đạo không và điểm đạo thì như thế nào. Đấy. Tức là chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái khái niệm điểm đạo của các cái giới khác, chứ chứ không phải rằng là chúng ta bị lẫn lộn giữa cái điểm đạo của giới khác với lại điểm đạo của chúng ta. Của con người là dứt khoát là như thế rồi, là chỉ từ khi biệt lập ngã tính thì bắt đầu mới có cái khái niệm là xong lên điểm đạo 1, xong điểm đạo 2 và 3 theo cái sự giác ngộ tâm linh, theo cái sự tiến hóa của tinh thần, thì nó là như thế là chắc chắn rồi. Nhưng mà ở đây là cái khái niệm gọi là điểm đạo của các cái giới khác. Thế cho nên là mình mới nói rằng là trước đây là mình không có để ý chuyện đấy. Mình chỉ biết là đối với con người thì đang từ loài người thú đang rất là mông muội các thứ, mà sau khi có cái sự hy sinh của đấng thái dương thiên thần ở lại đi sang với chúng ta, và ngài tạm rời bỏ cái con đường mà tiến hóa của ngài đang ở mức độ rất là cao để mà đến với chúng ta, để mà hướng dẫn, để mà giúp đỡ con người tiến hóa lên vân vân, qua các cái sự vươn lên trong cái đời sống tinh thần, thì cái đấy. Chứ còn mình chẳng có khái niệm là thế thì các cái loài khác thì nó điểm đạo như thế nào. Đấy, cái vấn đề là chỗ là nó có điểm đạo không và điểm đạo như thế nào, nó xảy ra theo cái kiểu gì. Đấy, chứ chứ không phải rằng là nó hòa lẫn vào trong những các cái điểm đạo của con người. Cái chỗ này và cái chỗ này thì cháu bổ sung thêm một chút, tức là theo cái quy luật tương ứng ấy, thì mình sẽ thấy là trong cái phần điểm đạo này thì chân sư cũng đã có nói về cái các cấp độ cao hơn, không cái như em nói là điểm đạo trong nhân loại, nhưng mà chân sư còn nói ở đây là trong thái dương hệ nữa, trong của thái dương thượng đế này, của hành tinh thượng đế là thái dương thượng đế này, và điểm đạo trên cả Sirius nữa, tức là đấy là các giới siêu nhân loại rồi, các cái vị tiến hóa rất là cao là không phải thuộc nhân loại nữa rồi, thì các ngài cũng có sự tiến hóa, đấy là huyền giai về về cao hơn nữa, huyền giai hành tinh và huyền giai về đại dương hệ. Thế thì huyền giai nhân loại chúng ta cũng có điểm đạo, vậy thì chúng ta cũng sẽ suy ra cái sự tương ứng ấy, là các huyền giới thấp hơn, các huyền giai thấp hơn thì cũng có sẽ có những cái cuộc điểm đạo của các giới thấp hơn đấy, nhưng mà cái tính chất ở đây mình đang nói cái câu hỏi này của Nguyễn đặt ra là thế thì nó có theo cái con đường như nào và giống hay khác nhau, thì ở đây mình cũng đang phân tích là nó sẽ là cái năng lượng khác nhau, thì cái quá trình điển đạo nó cũng sẽ khác nhau ở trong các cái mỗi cái huyền giai đấy. Ok, xin hết. Vâng, đúng rồi. Em có ý kiến một xíu ạ. Em thì hiểu cái câu hỏi này nó ở một cái khía cạnh khác. Tức là thật ra mình phải quay trở lại với cái định nghĩa ban đầu về điểm đạo là cái gì. Thì theo em hiểu một cách cơ bản thì điểm đạo nó là cái sự đánh dấu của việc mở rộng tâm thức. Thì với tất cả những thực thể mà có tâm thức thì nó đều liên tục mở rộng. Và vì vậy mà các cái cuộc điểm đạo này nó sẽ là cái bước để đánh dấu những cái đấy. Thế thì đối với tất cả các giới dưới nhân loại, nó cũng đều có cái tâm thức riêng của nó. Chẳng hạn như là giới khoáng vật thì nó sẽ có gọi là tâm thức trì trệ này. Giới thực vật thì không nhớ này. Giới động vật thì nó là tâm thức bản năng này. Giới nhân loại thì nó là tự ngã thức này.
cho đến giới linh hồn thì nó sẽ là giới tâm thức nhóm, tức là mỗi giới nó có một loại tâm thức khác nhau, và cái cuộc điểm đạo đấy là để đánh dấu cái việc nó mở rộng cái tâm thức đấy. Cho nên là ở bất kỳ ở giới nào, từ giới thấp hơn nhân loại cho đến các giới cao hơn, thì nó cũng đều có các cái cuộc điểm đạo tương ứng á. Vâng, đúng đấy. Đối với con người thì chính xác là nó là tự ngã thức, cho nên nó sẽ bắt đầu từ cái lúc mà biệt lập ngã tính, tức là bắt đầu nó có cái ý thức đầu tiên về bản thân nó khỏi giới động, và sau đó thì đến cái điểm đạo là nó hoàn thành được cái tự ngã thức đấy, và nó chuyển vào tâm thức nhóm của giới linh hồn ạ. Vâng. Đúng rồi, là về cái tâm thức của tiến hóa của giới nhân loại, cái điểm đạo trong giới nhân loại thì nó dễ hình dung và ta rõ hơn đúng không? Hay là như Khánh nói về những cái đấng cao hơn thì chúng ta cũng vẫn sẽ dễ hiểu hơn, tức là bây giờ con người mình này tiến hóa dần 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 lên, thế còn bản thân chúng ta lại có đấng thái dương thượng đế, thì đấng hành tinh thượng đế, thái dương thượng đế, thì chúng ta tưởng tượng ấy, xong lại sang những các cái cõi, sang những con đường cao hơn ấy, ví dụ như Sirius ấy, thì chúng ta thấy là nó tuy là chúng ta không không can dự, chúng ta không phải là cái người để mà được những cái chuyện đấy, nhưng mà chúng ta hình dung nó dễ hơn. Thế còn bây giờ lại quay trở lại là những các cái thấp hơn ấy, thì cái khái niệm điểm đạo đấy thì như Lan giải thích là rất là rõ rồi đấy, tức là một cái giới nào nó cũng đều có tâm thức, và phát triển mở rộng cái tâm thức ấy ra thì là nó sẽ là có khái niệm điểm đạo. Thế còn điểm đạo tất nhiên nó không thể giống như con người được đúng không? Ví dụ như cái điểm đạo ở trong cái giới khoáng thạch thì nó là cái vật chất, thì nó là một cái nguyên tử nào đấy, thì nó không nó nó không nó sẽ là rất là khác, nó là một cái chuyển hóa thôi. Chuyển hóa vật chất từ một trạng thái nguyên tử của vật chất sang một cái cấp độ rung động cao hơn, như đối với khoáng thạch rung động cao hơn. Thì lúc nãy mình tưởng tượng là với cái chuyện so sánh giữa cái than đen ấy với lại cái kim cương ấy, thì mình cũng hình dung là đấy là nó là có một cái sự chuyển đổi, nó cao, nó tiến hóa lên ấy. Mà cái đấy thì nó phải có cái tác động của các cái môi trường, của các cái của áp suất nhiệt độ vân vân, ví dụ như núi lửa động đất các thứ, rồi qua một cái quá trình ấy thì nó mới hình thành đến kim cương, thì đấy là một cái sự chuyển hóa, thì đấy cũng gọi là điểm đạo. Thì bởi vì là nó sẽ đối với từng giới thì nó đều có. Vâng. Con xin bổ sung một Xin chút xíu ở đây. Dạ, tại vì con nghĩ là có vẻ là bởi vì cái từ initiation á mình dịch thành điểm đạo nên là nó gây có ra thể hiểu có. lầm. À, tức là nó không phải là hiểu lầm mà là nó sẽ gây bối rối một chút xíu. Bởi vì cái initiation á thì thực ra cái đấy bản chất của nó là nó giống như là khởi xướng. Nói như mà initiate á, là tức là tiến nhập, bước vào một cái gì đó mới. Thì do đó nếu mà mình hiểu cái chữ initiation như vậy thì theo con thôi, thì cái initiation này là nó có thể nói cho tất cả các mọi giới và những cái cấp độ khác nhau, nhưng mà đối với riêng con người thì là có thể gọi là điểm đạo. Bởi vì cái initiation ở con người là nó có một cái đặc biệt là nó có lễ điểm đạo, và nó còn còn với những cấp độ khác, từ những cấp độ thấp hơn á thì nó chỉ là giống như là đánh dấu những cái sự mở rộng, những cái cột mốc của tiến hóa, những cái cột mốc của tiến hóa. Dạ, giống như là nâng cao rung động như mọi người nói. Còn ở con người nó đặc biệt, bởi vì nó là có những cái cuộc lễ điểm đạo, và có cái đấng điểm đạo, và có cái việc mà áp dụng cái điểm đạo trượng, và giống như là nó có một cái sự mà và cái đặc biệt nữa là cái việc điểm đạo này là nó không phải là trong thái dương hệ mình, tức là điểm đạo ở con người, nó ở con người á, Vâng. thì chỉ có là hình như con nhớ là có ba, mà làm một một cái hệ hành tinh hệ chưa được tiết lộ nè, trái đất và kim tinh. Trong đó kim tinh là cái thử nghiệm đầu tiên, là các đấng cao cả đã thử nghiệm đầu tiên ở kim tinh và nó thành công, tức là họ chỉ cần 5 cuộc tuần hoàn là họ đã đạt được hoàn thiện rồi, trong khi bình thường là phải 7 7 7 á. Dạ, thì đó, cho nên là cái và cái mà đã thành công ở kim tinh, cho nên là áp dụng ở ở địa cầu. Ý ý là không phải hành tinh hệ nào cũng cũng có cái điểm đạo theo cái ý nghĩa là lễ điểm đạo và áp dụng cái điểm đạo trượng này. Và là như con được biết là
À, bởi chỉ vì chính vì cái sự mà thất bại ở mặt trăng á, ở dải mặt trăng đó, và làm cái sự thụt lùi của tiến hóa trên địa cầu, mà do đó là chậm quá, cho nên là cuối cùng các đấng mới quyết định là phải tăng tốc cho trái đất và áp dụng cái việc điểm đạo, tức là nó cũng hơi có cái việc mà từ từ tha lực á, từ giống như là từ các đấng bên ngoài vào. Tất nhiên là nó cũng chỉ áp dụng cho những con người mình phải tự nỗ lực trước, thì các đấng mới 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 giống như là mình phải nỗ lực trên con đường tu tập, thì còn nếu không á thì nó sẽ đi cái con đường tiến hóa bình thường qua các giống dân, thì nó cũng là những đánh dấu những cột mốc tiến hóa như vậy. Tuy nhiên theo con được biết là cái việc điểm đạo này nó sẽ đến cái như là đến cái vòng và thứ mấy á, đến giữa cái thứ năm hay gì đó, chu kỳ cái vòng tròn gì đó, thì là nó sẽ đóng lại, nên nó sẽ không áp dụng cái điểm đạo này nữa, mà nó sẽ áp dụng theo cái việc mà tiến hóa thông thường, theo các cái chu kỳ thông thường bình thường thôi, tức là từ từ như bình thường, chứ không còn có cái sự mà áp dụng các cái lễ điểm đạo như vậy nữa. Dạ. Mình cảm ơn Dương, cảm ơn Thủy Dương về cái phân tích vừa mới rồi. Nhưng mà chỉ có cái là ở cái kim tinh với lại trái đất này này thì theo cái lịch sử hoặc là những qua những các cái quá trình ấy thì chúng ta thấy là như thế. Nhưng mà chân sư có nói ở cho chính là trong cái không phải trong phần ở chính là có phải cái phần này không nhỉ? Đây vẫn là đang cái sự tiến hóa ở đúng rồi vẫn là của phần của Khánh đấy. Thì chân sư có nói rằng là con người chúng ta ấy thì ngoài cái chuyện điểm đạo và vẫn đang cứ tiến hành bình thường đấy các cái điểm đạo này thì có thể lại điểm đạo ở các hành tinh khác đúng không? Mà rồi sau đó thì lại vẫn quay về cái Sirius là có 80% nhân loại thì là hướng về cái con đường cao cả đấy. Thì chân sư cũng chỉ nói chung là không không phải là điểm đạo ở đây mà là điểm đạo ở các cái hành tinh khác. Thì nhưng mà nó đều rất là bí ẩn. Thế thì nó cũng có một cái câu chung chung như vậy thì thành ra là mình cũng hình dung có thể là cái điểm đạo nó sẽ tiến hành ở của cái hành tinh của chúng ta như là từng các cái bước thì chúng ta rõ rồi hay là quyền trượng điểm đạo tác động vào vân vân để mà kích hoạt các cái sự tiến bộ hoặc cái quyền năng của các cái điểm đạo đồ thì là rõ rồi nhưng mà có thể là vẫn là điểm đạo ở hành khác thế xong rồi sau đó thì lại quay trở về khi mà tiến hóa cao rồi thì lại sang con đường Sirius thế cho nên là hiểu không thế còn nếu mà qua cái thực tế mà đã qua các thứ mà của những các cái vị mà liên quan ví dụ đứng Thái Dương Thiên Thần hay là đứng hành tinh Thiện Đế hay là một số các cái đấng ấy thì chúng ta cũng thấy cái phát xuất là từ kim tinh thế xong bây giờ trăng trái đất này thì chúng ta thấy như Thủy Dương nói là đúng rồi thế còn cái ý thêm của chân sư ở trong cái phần này thì cũng chỉ nói chung là có thể có điểm đạo ở cái nơi khác chứ không phải là chỉ điểm đạo ở trên trái đất này đấy mình nói thêm một tí xin cảm ơn các bạn. Vậy thôi nhỉ, thì nói tóm lại là ở cái phần này thì ngoài một số cái mà chúng ta tạm thống nhất với nhau và theo cái sự nghiên cứu cái bình giảng của thầy hiệu trưởng đối trước những cái lời chỉ dạy của chân sư nên thì có một một số các cái nhấn mạnh như lúc nãy và mà mình nói ở cái bảng tổng kết hoặc là như Khánh sẽ phân tích thêm về các cái yếu tố hay là những cái khái niệm điểm đạo của các cái giới dưới đây thì số các cái ý của Khánh này rồi của Thùy Dương là bổ sung thì nó rất là rõ thì chúng ta hiểu cái và cái ý mà của Thùy Dương về cái từ ngữ của tiếng Anh ấy thì cái đó là mình thấy rất là thấm thía cái chuyện này đấy bởi vì là nhiều khi mình cứ quen dùng ấy là điểm đạo thì điểm đạo con người chúng ta được đạt được những cái mức độ của cái đánh dấu thì mình cứ quen như thế rồi nhưng mà nếu mà hiểu theo cái nghĩa tiếng Anh mà dịch sang thì không phải lúc nào cũng là điểm đạo mà nó là một cái sự khởi đầu một cái sự bắt đầu một cái sự
nhập vào một cái gì đấy, tức là nó một cái sự tiến hóa. Anh đang từ một cái mức độ thấp như thế này, xong anh dần dần anh phát triển, xong anh có một cái mốc đánh giá sang một cái chuyển đổi khác, thì đấy nó cũng là cái điểm đạo. Thế thì nếu chúng ta vẫn cứ dùng chung cái từ điểm đạo nhưng thấy nó cứ lạ lạ, cứ cảm thấy là nghe nó cứ lạ lạ. Thế xong rồi thì lại phải xoáy vào cái chuyện là đấy là liên quan đến vấn đề năng lượng, đến vấn đề chuyển đổi các cái trạng thái năng lượng từ cái nguyên tử này sang cái nguyên tử khác, ví dụ như thế. Thì nếu mà áp dụng cái từ mà cứ gọi là cái sự khởi đầu, sự tiến nhập vào một cái giai đoạn mới cao hơn, những cái đánh dấu, những các cái mốc tiến hóa ấy, thì nó sẽ rõ hơn. Và xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp sang một cái phần ba là phần cuối cùng, là cái sự nhất quán kết quả của việc điểm đạo từ 86 đến 96, là bài trình bày của bạn Trinh Lan. Thì bạn đã có tóm tắt là một số các cái bốn các cái loại khác nhau, mà tóm tắt từ cái lời của chân sư cũng như là cái lời bình giảng của thầy hiệu trưởng. Thì cái thứ nhất là toàn bộ cái cuộc tiến hóa của linh hồn con người là một sự nhất quán ngày càng tăng tiến. Khi cuộc tiến hóa tiếp diễn thì những sự nhất quán cứ kế tiếp nhau xảy ra. Đấy là cái ý thứ nhất, là cái cuộc tiến hóa của con người, của linh hồn con người, là nó là sự nhất quán ngày càng tăng tiến, và cái sự nhất quán này thì cứ kế tiếp nhau xảy ra. Thế còn thầy hiệu trưởng thì có cái khái niệm về sự nhất quán ấy, thì đã bị thuyết thần học của Thiên Chúa giáo thì giải thích sai và đóng khung theo sai về cái hiểu về cái luật hy sinh. Và thực chất thì sự hy sinh thì mang lại sự nhất quán. Thì ta gọi là cái nhất quán ngày càng tăng tiến, tức là thực ra ta hiểu là cứ mỗi một cuộc tiến hóa lên một cái điểm đạo mới, một cái cuộc tiến hóa mới, thì cái sự nhất quán ngày càng tăng tiến, tức là nó cứ càng ngày càng tiến lên ở một các cái từ một cái mức độ thấp sau đến cái mức độ cao. Và và tất nhiên ở cái quá trình tăng tiến ấy thì những cái gì thấp thỏi là nó sẽ phải bị tiêu diệt đi để nhường chỗ cho cái mới tràn đến. Thì đấy là cái ý ý chung của cái sự tiến hóa thôi. Thế nhưng mà ở cái cuộc hành hình ấy, cái cuộc thập giá hình ấy, là tương ứng với cuộc điểm đạo thứ tư ấy, thì là người ta quan niệm một số các cái nó bị nhầm lẫn, nó sẽ đụng chạm đến luật luân hồi, nó đụng chạm đến trái nhân, nó đụng chạm đến cái tình yêu thiêng liêng, nó đụng chạm đến cái sự vươn của một linh hồn, của một con người tự tự thân vận động để mà tiến hóa lên. Thì tất cả những cái đấy thì cái giải thích của Thiên Chúa giáo thì nó cũng có những các cái bị sai đi. Thì thầy hiệu trưởng có phân tích về cái ý đó, và ở đây chúng ta nhấn mạnh cái luật hy sinh. Luật hy sinh tức là mang lại sự nhất quán, tức là ví dụ như là cái phàm ngã phải chết đi để cho cái linh hồn được sống, được phát triển. Cái ý ý là như vậy. Thế chứ chứ nó không phải là cái sự gánh chịu mà theo cái nghĩa máy móc của gánh chịu của Chúa Giêsu đối với toàn nhân loại. Thầy cũng có giải thích về tiến trình hợp nhất từ biệt ngã hóa đến sự hợp nhất hoàn toàn của chân thần với phàm ngã được linh hồn thấm nhập. Thì cái này chúng ta biết rồi, là cái sự hợp nhất với con người từ khi mà là người thú chưa phát triển hoàn chỉnh như hiện nay về mặt linh hồn đấy, là có cái trí, thì đấy là do sự hy sinh của Đấng Thái Dương Thiên Thần, cho nên rằng là cái giai đoạn trải qua cái biệt ngã hóa đó đến cái sự hợp nhất, tức là từng cái giai đoạn cứ dần 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 được thấm nhập với cái phàm ngã, thì đầu tiên là thô sơ, là những các cái gì đấy thì được linh hồn thấm nhập thì lại vươn lên cao, rồi lại kế tục lại nối tiếp với chân thần, với tất cả vân vân. Thì trong tất cả cái quá trình hợp nhất ấy, trong tất cả cái quá trình mà tăng tiến của cái sự nhất quán ấy, thì nó không thể nào khác được, tức là có cái sự hy sinh của các cái đấng cao cả đấy, chứ còn nó không phải là như Thiên Chúa giáo giải thích. Đấy. Thì thí dụ như chúng ta thấy các cái đấng cao cả hy sinh, thì chúng ta thấy gần nhất là đối với chúng ta là Đấng Thái Dương Thiên Thần đấy. Thì Đấng Thái Dương Thiên Thần hy sinh suốt cả một cái đoạn mà chúng ta là một con người, từ 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 khi mà được cấp cái tia lửa trí tuệ để vào trong cái linh hồn, nó có cái trí, nó đủ cả ba cái thể.
cái thể xác rồi cái cảm xúc, và bây giờ có thêm cái trí nữa để phát triển, nó thành một cái linh hồn mà như chúng ta ngày nay chúng ta chạy có thể là bỏ ngắn và rút ngắn lại cái quá trình rất nhiều, có cái sự hy sinh của đấng tái sinh tinh thần như vậy đấy. Thế thì đấy là cái sự tăng tiến của cái sự nhất quán, tức là cái sự hy sinh của cái thấp cho cái cao đấy. Ở đây thì mình chỉ nhắc lại cái đoạn này thôi, tức là những hôm trước mà mình cũng cứ nói qua qua thôi, còn bây giờ thì nó là trong chính xác là dẫn chứng nó như này, là cuộc đời của người được điểm đạo lần thứ tư hay thập giá hình là một cuộc đời hy sinh lớn lao và đầy đau khổ. Đó là cuộc sống của người thực hiện hạnh đại từ bỏ, và ngay cả ở phương diện ngoại môn cũng có vẻ gian lao khó khăn đầy đau khổ. Y đã đặt tất cả ngay đến phàm nhân đã hoàn hảo của mình trên bàn thờ hy sinh và không còn gì nữa, tất cả đều bị từ bỏ, bạn bè, tiền bạc, danh vọng, tiếng tăm, địa vị trong đời, gia đình và ngay cả chính sự sống. Thì đấy là chân sư nói ở trong cái cung và điểm đạo đấy. Thì nói đến cái cuộc điểm đạo thứ tư là cuộc điểm đạo đại từ bỏ là như vậy. Thế cho nên rằng là nó sẽ liên quan đến cái định luật hy sinh. Lúc bấy giờ thì cái phàm ngã cũng, cái chính sự sống của phàm ngã là cái quý nhất, cái lớn nhất, cũng cũng phải hủy bỏ, cũng phải hy sinh. Cái phàm ngã hy sinh đi để cho cái linh hồn sẽ phát triển, linh hồn sẽ sống lại. Thì cái ý nghĩa của cái hy sinh nó là như vậy. Thì đây là mình nhắc lại thêm về cái để sẽ liên quan đến cái cuộc điện đạo lần thứ tư mà. Ý thứ hai, có ý thứ hai tức là trước khi đạt được sự nhất quán thì luôn luôn có sự đốt cháy bởi nhất bằng cách hủy diệt những gì thấp thỏi và mọi thứ tạo thành chướng ngại. Và thì cái sự nhất quán là cái sự vươn, luôn luôn vươn lên. Tâm và cái ngọn lửa ấy nó sẽ hủy diệt tất cả những cái gì thấp thỏi để mà tạo những cái gì mà chướng ngại, là nó tiêu diệt hết để mà vươn tới một cái cao cả hơn. Đấy. Thì còn thầy Minh Triết, còn thầy hiệu trưởng thì cũng nhấn mạnh rằng là cái sự nhất quán ấy chỉ tăng dần tại điểm này hay điểm khác trong quá trình thăng tiến, tức là nó trải qua những các cái cuộc điểm đạo đấy, dần 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 dần. Đấy. Và thầy có giải thích về vùng đất cháy và hiệu quả của sự đốt cháy tạo nên sự nhất quán như thế nào. Tức là cái vùng đất cháy là cái ngọn, là có một cái ngọn lửa nội tâm có cái sự hủy diệt đấy. Thì nó và tất nhiên cái quá trình này có lợi về mặt tinh thần. Thế ở đây thì mình có tức là nói như này, phương pháp được dùng chỉ có thể được diễn đạt như là tiến vào vùng đất cháy, tiến vào vùng đất à, vùng đất cháy ban đầu vì dễ nhận thấy. Thì ở đây chân sư có phân tích về vùng đất cháy là như thế này, là có ba cái vùng đất cháy. Một cái vùng đất cháy đấy là cái vùng đất cháy thứ nhất. Cái vùng đất cháy thứ hai là vùng đất cháy của phàm ngã đã chết, vốn nằm giữa phòng học tập với phòng minh triết. Nó được tìm thấy trên các là vùng đất cháy vốn được tìm thấy khi một người sẵn sàng ra khỏi phòng minh triết với cương vị của một vị cao đồ toàn vẹn. Đó là một vùng đất cháy có ba phần và được tìm thấy trên đỉnh núi, được giữ tồn tại và sáng rực bởi tất cả các ngọn gió cõi trời. Nó chịu trách nhiệm cho sự hủy diệt của thể chân ngã hay thể nguyên nhân. Vùng thứ ba tạo ra sự siêu chuyển tinh thần, trong khi hai vùng kia thì tạo ra các kết quả ở khía cạnh khách thể hay khía cạnh hình tướng và trạng thái chủ thể hay trạng thái tâm thức của bản chất tam phân của y. Khi ba vùng đất cháy này bị vượt qua thì lúc đó vị cao đồ được chuẩn bị cho một kinh nghiệm khác và gian khổ hơn. Cũng mình hiểu rằng là những cái thí dụ như là ở hai cái vùng
đất cháy mà ở trên cái vùng thứ nhất với cái vùng thứ hai ấy, thì nó sẽ liên quan đến cái khía cạnh hình tướng thì nhiều. Thí dụ như là anh vượt qua cái khía cạnh vật chất chẳng hạn, thì là anh phải tiêu hủy, anh phải tiêu diệt những các cái xung phụ của nó như thế nào, và nó sẽ có cái tác động của luật nghiệp quả là nó sẽ xảy ra những cái gì và anh phải vượt qua nó như thế nào, thì nó sẽ có những cái sự hủy diệt của cái nội tâm của anh giác ngộ để mà anh tác động đến đấy. Hay làm về cái tình cảm, ví dụ vùng đất cháy mà ở trong cái điểm đạo mà thứ tư đấy, tức là lúc bấy giờ thể nguyên nhân bị tiêu hủy, không còn chân ngã nữa, không còn thể nguyên nhân nữa, thì lúc bấy giờ lại cái sự hủy diệt đó thì nó sẽ là đạt được đến một cái điều, tức là sẽ vươn tới kết nối với lại chân thần được, tức là nó có từng các cái đoạn tiến hóa là như vậy. Thì cái khái niệm của vùng đất cháy mà chân sư đưa ra đây thì đưa phân tích dưới cái dạng như vậy, thì nó cũng chúng ta cũng vẫn hiểu là theo cái nghĩa, tức là nó là một cái ngọn lửa của trong nội tâm phải hủy diệt những cái gì đó để mà vươn tới những cái gì đó cao hơn. Hay là thầy thầy hiệu trưởng thì ở đây mình nhắc lại mấy cái đoạn của thầy thôi, là trong sự phá hủy thể nguyên nhân vào thời điểm của cuộc điềm đạo thứ tư, được gọi một cách tượng trưng là sự đóng đinh, thì bạn bạn là có một quá trình tương đồng như việc đốt cháy mạng ngăn bạn ngăn giữa dẫn đến sự hợp nhất của các thể của phàm ngã. Kết luận là sự đốt cháy do ngọn lửa bên trong kích hoạt và là một quá trình phá hủy vốn để hợp nhất các vận cụ trường kích lân xa. Sau đó một trong những kiểu cao nhất của sự nhất quán được đề cập là sự nhất quán của chân thần, tức là biểu lộ thông qua tam nguyên tinh thần với chân ngã linh hồn. Trên thực tế về bản chất, chân ngã linh hồn là tam nguyên tinh thần và đảm nhận vai trò này khi màn che của linh hồn là thể nguyên nhân bị phá hủy bởi ngọn lửa ở cấp điểm đạo thứ tư. Thì ở đây cái mấy cái đoạn này thì sẽ giải thích rõ hơn về cái điểm đạo thứ tư thôi, tức là cái sự phá hủy của thể nguyên nhân đấy, thì nó sẽ tương ứng với lại lại cái bên trong ấy, tức là cái sự đốt cháy, hiểu là cái đốt cháy của các cái thể cần phải dẫn đến cái sự hợp nhất của các thể của phàm ngã. Thì cái đốt cháy bên trong thì nó sẽ kích hoạt để nó hợp nhất tất cả các cái cụ với nhau. Thế nhưng mà đấy là một số cái lời trích dẫn của chân sư với của thầy hiệu trưởng để nó đơn giản và nó nôm na hơn, tức là như thế này là mình cũng cũng xin trao đổi với các bạn là xem như thế nào. Tức là bây giờ cứ nói các cái vùng đất cháy rồi các thứ như thế nào, thì bây giờ mình tìm hiểu là cái vùng đất cháy thì có ý nghĩa gì, thì mình chỉ nghĩ là vùng đất cháy nó là cái ngọn lửa nội tâm của mỗi một người đấy, trong từng cái mức độ, từng các cái cấp độ đấy, thì nó ám chỉ tóm lại là cái sự thanh lọc thôi, cái sự thanh lọc rất là sâu sắc. Tức là tưởng tượng như là mình đi trên cái con đường đạo ấy, mình qua được hết điểm đạo này điểm đạo khác, giống như là mỗi một lần điểm đạo là một lần mình phải đi qua một vùng lửa nào đó, mà vùng lửa là thì nó phải là bốc bốc cháy, tức là nó là cái vùng đất cháy, phải đi qua cái ngọn lửa đó để làm gì, để mà tiêu hủy các cái yếu tố tiêu cực này, rồi thí dụ như cái ảo cảm này, hay là ảo tưởng này, hay là những cái sai lầm gì đấy còn sót lại của mỗi một con người. Và cái quá trình mà đi qua cái vùng đất cháy này thì nó được xem như là một cái sự tự nguyện của con người đối diện lại với cái phần tối tăm nhất của phàm ngã. Thế phàm ngã mình nó có những cái tiêu cực này, có những cái tối tăm, những cái góc tối của phàm ngã thì chính là những cái góc mà cần phải được tiêu hủy. Mà tiêu hủy là gì? Là tiêu hủy bởi cái tưởng tượng là cái có một cái ngọn lửa đốt cháy, và nó đốt cháy hết tất cả những cái phần tối tăm thấp thỏi ấy, thì để nó đạt đến một cái sự khai sáng và hợp nhất với cái cấp độ cao hơn trong quá trình tiến hóa về mặt tinh thần. Thì cái khái niệm của vùng đất cháy thì cái ý nghĩa nó là như vậy. Và cụ thể hơn thì mình tưởng tượng là như này, là thế thì bây giờ trong điểm đạo một thì vùng đất cháy là cái gì? Thì mình nghĩ rằng là trong điểm đạo một, tất nhiên là
chân sư thì ở những cái tên mà vùng đất cháy thì thường hay nhấn mạnh ở trong những cái điểm đạo ba chẳng hạn. Thế thì nhấn mạnh cái đó thôi, nhưng mà ví dụ mình tưởng tượng là thế thì điểm đạo một là cũng phải có vùng đất cháy chứ, thì cái đất cháy của vùng điểm đạo một nó là cái gì? Nó chính là cái sự thanh lọc, mà cái thanh lọc ở đây là theo cái khía cạnh về vật chất, về vấn đề thể xác dị thái. Anh cái người phàm ngã, cái con phải từ bỏ tất cả những cái ràng buộc của cái sự ham muốn vật chất, của cái sự xu phụ vật chất. Tất cả những cái đấy nó hành anh, nó là làm cho anh rất là cực khổ trong cái cuộc đời này. Và anh nhận ra và anh sẽ phải đi qua một cái vùng đất cháy, là anh đốt cháy tất cả những cái thứ mà ham muốn vật chất này, thì đấy là vùng đất cháy của điểm đạo một. Mình cứ tưởng tượng là như thế. Thì đến điểm đạo hai thì vùng đất cháy lại là gì? Đến vùng điểm đạo hai thì anh cũng phải có một cái ngọn lửa trong nội tâm của anh, là anh tiêu hủy những cái gì mà cần phải vượt qua. Thế thì trong cái điểm đạo hai thì cái vùng đất cháy nó ám chỉ cái sự thanh lọc cảm xúc, những cái cảm xúc tiêu cực ấy, nó hủy diệt tất cả các cái ảo cảm. Thì đấy là cái đặc điểm của điểm đạo đồ hai. Thì vùng đất cháy là như thế, là tưởng tượng là sẽ có một cái vùng đất, có một cái ngọn lửa nó bốc cháy và đi qua nó, và nó đi qua nó là tự nguyện đối đầu để tiêu diệt tất cả những cái tiêu cực của cái cảm xúc. Ở điểm đạo một anh đã qua được về cái vật chất rồi nhá, thì biết sang điểm đạo hai thì anh qua được cái cảm xúc, tức là nó cứ tiến hóa dần đấy, nó cứ với lên dần các cái cõi cao hơn là như vậy, từ cái cõi vật chất xong rồi bây giờ sang đến cõi cảm xúc. Thế và đến cái điểm đạo ba thì cái vùng đất cháy là gì? Vùng đất cháy là cái dấu hiệu của cái sự của con người được giải thoát khỏi tất cả những cái giới hạn của cái ba cõi thấp. Ở đây thì thực ra thì điểm đạo ba thì là nhấn mạnh cái chuyện vùng đất cháy là sẽ phải tiêu hủy tất cả những cái tồn tại, những cái tiêu cực của cõi trí. Tức là điểm đạo hai thì là cõi cảm dục, mà đến điểm đạo ba thì là cõi trí, nhưng mà tổng hòa lại thì là vật chất này, cảm dục này, cõi trí này thì đều bị tiêu hủy cả. Tức là nói tóm lại là đến cái điểm đạo ba thì anh có thể hiểu rằng là cái vùng đất cháy nó là cái dấu hiệu là anh giải thoát, anh từ bỏ được tất cả những cái giới hạn của ba cái cõi thấp, là cõi hồng trần này, cõi cảm dục này và cõi hạ trí. Đấy. Thế và đấy cũng 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 nó cũng là một cái giai đoạn mà cái người điểm điểm đạo đồ có thể bắt đầu trải nghiệm cái sự hợp nhất với thượng trí, với thánh đoàn, tức là cao hơn, anh vươn lên cao hơn, anh từ bỏ cái vật chất, anh từ bỏ cái cảm dục, anh từ bỏ cái hạ trí thấp thỏi của anh để anh vươn đến hợp nhất với cái thượng trí của linh hồn, anh vươn đến hợp nhất với thánh đoàn. Đấy thì theo mình thì mình hiểu, mình giải thích cái vùng đất cháy theo cái từng cái điểm đạo, tức là mỗi một nơi ở mỗi một cấp điểm đạo đều có một cái ngọn lửa nội tâm để nó phá hủy. Anh phải tự nguyện, anh tiến hóa mà tự tự linh hồn là sẽ phát triển dần dần lên, chứ còn tất cả những cái tác động vào, thí dụ như được điểm đạo rồi được quyền trượng của Đức Christ hay là của đấng Sanat Kumara thì nó đã tác động thêm vào tôi, còn bản chất là cái thanh điểm đạo đồ này là phải tự tiến hóa, tự tự phấn đấu vươn lên. Thì anh phải đối diện với tất mỗi một cuộc điểm đạo là một thử thách, mà thử thách nó khác nhau, nó ở những cái cấp độ là cứ từ thấp lên đến cao, từ cõi thấp đến cõi cao dần vân dần. Thì đấy là cái vùng đất cháy là như vậy. Thì mình hiểu như thế thì nó, tức là nó hơi cụ thể hơn đấy, mà chẳng biết là quan niệm thế thì có đúng không, nhưng mà mình thì mình đang đang cứ tức là cố gắng là mình hiểu theo một cái nghĩa gì đấy để cho nó tức là nó hơi hơi cụ thể hơn. Thế thì các bạn có thể là phát biểu ý kiến tiếp về cái chuyện này như nào. Xin mời mọi người.
bạn bạn Lan Nguyễn. Dạ em không có ý kiến gì thêm ạ. Ta tiếp tục nhé. Thì đến cái phần tiếp theo, tức là cái tổng kết, là cái đúc rút thứ hai, tức là toàn thể tiến trình này có mục đích làm cho hành giả hữu thức hợp nhất với chính y, với chân ngã của y, với chân thần của y và với thượng đế. Thì thầy hiệu trưởng cũng sẽ mô tả cái sự thành tựu là nó cứ tăng dần ở đây, trải qua bốn cái giai đoạn cơ bản. Thì mục đích là qua những cái quá trình điểm đạo đấy, qua những cái quá trình tiến hóa về mặt tinh thần đấy, thì hành giả, thứ hai là cái người điểm đạo đồ, là hợp nhất được với chính bản thân anh và với chân ngã của anh và với chân thần của anh và với thực tế, tức là nó có từng các cái cấp độ, nó cứ cao dần lên đấy. Thì trước đầu tiên thì anh chỉ là có cái phàm ngã của anh thôi, phàm ngã rất là vị kỷ thôi. Thế nhưng mà khi mà tiến hóa các cái quá trình mà nhất thể hóa, coi như là trải qua những quá trình gọi là cái gì nhỉ, cái gì nhỉ, tự nhiên mình lại quên tên quên mất rồi, tức là được cái sự nhất quán này này, là cái sự nhất quán, tức là sẽ tiến dần từ cái sự nhất quán này đến sự nhất quán khác ấy. Thì trong cái quá trình đó thì anh sẽ hợp nhất với các cái cấp độ cao dần lên, với chính bản thân anh, với chân thần, chân ngã tức là linh hồn, rồi với chân thần, với thượng đế. Thì chúng ta biết rằng là cái cấu tạo của con người chúng ta là sẽ có từng các cái phần, từ là phàm ngã này, rồi có linh hồn, xong có chân thần đấy. Thì đấy là ba cái thành phần cấu tạo của con người. Thì anh sẽ phấn đấu, anh vươn lên và trải qua những các cái sự nhất quán, cứ tăng tiến dần, cứ hy sinh cái thấp để được cái cao, cái kiểu như vậy. Thì chính là anh đã hòa nhập được, hội nhập được với linh hồn của anh, và cao hơn nữa là khi không 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 với linh hồn nữa thì là thẳng với chân thần chẳng hạn, và tiếp tục thì là với thượng đế. Thì đấy là cái tổng kết tiếp theo, và cái tổng kết cuối cùng tức là hành giả đạt được các thành tựu này nhờ phương tiện và sự hy sinh của các đấng cao cả. Thì hành giả đạt được tất cả các cái thành tựu, tức là đạt được tất cả các cái cuộc điểm đạo đấy, từng bước đi lên, đạt được những cái sự nhất quán tăng dần như vậy, thì nó chính là có nhờ sự hy sinh của các đấng cao cả. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rõ là chúng ta vẫn ở đâu đó vẫn nói rất là nhiều đến cái sự hy sinh của đấng Thái Dương Thiên Thần. Ngài là một cái vị tiến hóa rất là cao, và cái tiến giả rất cao, và Ngài đã coi như là giúp cho chúng ta, để trợ giúp chúng ta, theo dõi chúng ta phát triển cái tâm linh, cái tinh thần của chúng ta, để hình thành cái linh hồn mà phát triển cái trí, rồi là vươn lên tất cả các quá trình đó. Thì là đấng Thái Dương Thiên Thần là hy sinh hết thảy. Thế còn đứng hành tinh thượng đế thì chúng ta, nếu mà chúng ta tìm hiểu đứng hành tinh thượng đế thì chúng ta cũng biết là đấy là một sự hy sinh rất là lớn, là người ở lại cái thế gian này, ở lại cái hành tinh này, và cho đến cái người con cuối cùng mà trở về với cha, để chúng ta thấy rằng là nó cũng là sự hy sinh rất là lớn. Hay là bản thân đứng Thái Dương thượng đế cũng thế, rồi cao hơn nữa là sang đến cái cõi Sirius, thì cái hé lộ về đấng không thể nghĩ bàn, tức là nói chung là ở các cái đấng cao cả, dần dần lên, thì đều đều là những các đấng đã chọn cái sự hy sinh, không phải là vì cái lợi ích của cá nhân mình, là để cái sự tiến hóa của mình theo trên đường đạo, là cũng có từ cấp bậc này đến cấp bậc khác của các ngài cũng thế thôi. Nếu mà cứ bình thường ra thì các ngài cứ tiến hóa và các ngài cứ vươn lên như thế thôi, chứ cũng không việc gì mà phải rất là coi như là phải hòa mình vào, phải theo dõi, hoặc là khích lệ, hoặc là ban phát những các cái quyền năng hay như thế này, tùy từng mức độ để làm cho cái con người, cho nhân loại chúng ta tiến hóa trên hành tinh này. Thế thì đấy là cái tóm tắt cuối cùng, tức là có bốn cái như vừa mới xong mình liệt kê ra ở đây.
Thế nhân nhân thể ở đây thì mình đưa ra, không phải là mình đưa ra mà là mình lấy từ các cái tổng kết từ các cái nơi đấy, thì là phân biệt một số các cái định luật như thế nào. Tại vì là hôm họ thì Lan Nguyễn có nói là cái định luật hy sinh và tử vong thì là định luật của linh hồn, nhưng mà mình có cái cải chính lại là không phải là định luật hy sinh là của linh hồn đâu, mà là định luật hy sinh và tử vong là cái định luật thứ bảy, là định luật cuối cùng của thuộc thái dương hệ. Tức là bảy định luật thuộc thái dương hệ là định luật rung động, định luật kết hợp, định luật phân tán, định luật xung động từ tính, định luật quy định, luật bác ái và định luật hy sinh và tử vong. Đấy, thì đấy là bị bảy luật của thái dương hệ. Thế còn những cái định luật là chi sự cố cho hoạt động của hành tinh thượng đế à, thì là bảy cái, là tất nhiên nó còn nhiều nữa cơ, nhưng mà coi như nó là một số định luật chính thôi. Ví dụ định luật tiết kiệm, hấp dẫn, định luật tổng hợp, định luật phụng sự, định luật xung động từ tính, định luật đẩy lùi, định luật đáp ứng mở rộng. Tức là có thể nó có những cái sự trùng lặp, tức là nó là cái định luật chi phối của cái đối tượng này, và nó cũng là cái định luật chi phối đối tượng khác, nhưng mà đại đại thể là nó có một cái sự phân biệt những các cái định luật quan trọng ấy. Nhưng mỗi một thời nơi thì là có bảy cái định luật quan trọng nhất, thì có thể đâu đó ở đó nó sẽ có cái sự trùng đấy. Nhưng mà đây là thế, hay là những định luật của linh hồn đây. Định luật linh hồn thì định luật đầu tiên của linh hồn là định luật phụng sự. Cho nên là các bạn cũng thấy là chúng ta đấy thì lúc nào chúng ta cũng nói ngay trong học tập của chúng ta thôi, là cũng là chúng ta nghiên cứu giáo lý để biết, chúng ta tham thiền để kết nối với linh hồn và thực hành luôn, tức là thể hiện ra cái sự phụng sự của chúng ta trong một cái đời sống, trong đường đạo cũng như là trong cái đời sống hàng ngày. Thì định luật của linh hồn là phụng sự, định luật từ bi, định luật tương ứng, định luật cân bằng, định luật tiến hóa, định luật hấp dẫn, định luật thấu hiểu. Thì đấy là cái bảy định luật quan trọng nhất của linh hồn, mà trong đó thì chân sư luôn luôn nhấn mạnh đến cái vai trò của cái phụng sự. Tức là cái định luật phụng sự này là nó là cái định luật tiêu biểu của linh hồn và tất cả những cái đấy. Thì nhân tiện đây thì mình thống kê lại những các cái định luật của mảng của linh hồn, của hành tinh thượng đế và của thái dương thượng đế, của thứ sinh vệ, thì nó là ba cái cấp như vậy. Thì có những cái định luật mà nó chi phối, và trong cái bài này thì nó sẽ đụng chạm đến định luật hy sinh và tử vong đấy, thì chính là một cái định luật của thái dương Vũ ơi, hệ. em có ý kiến một tí. Cái này thì không phải là như cô trích dẫn là bảy định luật thuộc thái dương hệ, mà đây là bảy định luật của linh hồn. Thì em cũng không hiểu là sao cô lại nói là nó không phải định luật linh hồn nhỉ? Tại vì cái này là các cái kiến thức ở trong môn 250. Thì trong đấy tất cả đều gọi đây là bảy định luật của linh hồn. Thì có định luật đầu tiên là định luật hy sinh, định luật thứ hai là định luật xung động từ tính, định luật thứ ba là tự nhiên em lại quên nhỉ, phụng sự là định luật thứ mấy nhỉ, đại khái là đây là cái môn 250 của mình ấy ạ. Thì đây là các định luật của linh hồn ạ. Nhé. Nhưng mà ở đây tức là cái này cái bản này này thì nó sẽ trích từ trong cái TCF đấy. TCF đấy. Là nói tức là tất nhiên mình hiểu là định luật thuộc thái dương hệ, nhưng tất nhiên là thái dương hệ thì nó là cao bao trùm lên đúng không, rồi rồi nó mới đến hành tinh của chúng ta, rồi mới đến con người chúng ta, thì tất nhiên là ta cũng sẽ bị chi phối. Tức là nó như em nói là nó cũng là định luật của linh hồn thì cũng đúng, nhưng mà ý nói rằng là khi mà phân tích ra thì nó ở cái tầm bao quát, tức là bảy cái định luật này là thuộc thái dương hệ, và thuộc thái dương hệ thì tất nhiên là chúng ta cũng có thể hiểu là con người chúng ta là đang ở trong thái dương hệ thứ hai này, con người chúng ta là ở trong cái hành tinh này thì cũng chịu sự lãnh sự chi phối, chứ không phải bảo là nó không chịu sự chi phối của định luật hy sinh thì không phải. Nhưng mà ý nói rằng là chân sư phân biệt cái này là trích dẫn ở trong cái TCF đấy nhé, và trong cái gọi là từ điển huyền huyền học ấy, thì đều đều nói đến cái chuyện này cả. Đấy thì mình mới kê ra đây là ví dụ định luật chi phối hành tinh thượng đế, thì đây hành tinh thượng đế này, và tất nhiên ta là linh hồn thì ta cũng là người con của thượng đế, còn là con của hành tinh thượng đế, con của cha, thì ta cũng vẫn chịu tất cả những cái này, cũng có định luật phụng sự đây này, thử nghiệm vân vân đấy, thì cái này
Thì cái chuyện đó thì có thể là sẽ xem lại, hoặc là mỗi một cái nơi thì ta sẽ tổng kết dưới một cái quan niệm nào đó thì cũng lại lấy từ của chân sư gì thôi, nhưng mà tất cả những các cái này thì đều là như thế chứ chứ mình không tự nghĩ ra được những cái này, bởi vì đây là Bạn, em đang thấy hơi lạ, tại vì các cái phần về các định luật của linh hồn kia là lấy trong EP mấy nhỉ? Tự nhiên lại quên, vừa mới trả lời câu hỏi xong bây giờ như mới ạ. con hiểu rồi. Tức là Lan Lan nói được là có đúng quá. Tức là có cái các cái định luật của linh hồn, có 7 cái định luật, trong đó là Bảy định luật linh hồn. giống giống như là đây nè, con tức là mà định luật hy sinh là định thứ nhất, là định luật phụng sự, định luật thứ hai nè. Tại vì hôm cái hôm mà hồi hồi hội nghị vừa rồi á, mấy thầy cô cũng có nói đến Đó. định hấp dẫn từ tính là thứ ba, là định luật đẩy lùi nè, định luật nhịp điệu, định luật tức là định luật của tiến bộ tập thể, là định luật thứ năm, định luật thứ sáu đó là định luật của cái the law of the lower four đó, rồi cái định luật trực giác. Đại loại là nó cũng 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 có cái hy sinh ở trong cái định luật của linh Đó hồn là luôn à. bảy bảy cái định luật quy định cái sự tiến bộ của linh hồn ạ. Vâng. Và nó được gọi là các định luật của linh hồn luôn ạ. Thế thì phải xem lại nhé, tại vì tất cả những cái này cũng là đều là từ 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 sách mà, từ cái tổng kết của những các cái của các những cái khúc nào đó đấy. Còn hoạt động đây, tất cả những cái này nó đều nó có những cái trùng nhau, nhưng mà nó là như thế này. Thí dụ hẳn hoi là đây, các cái định luật này, định luật hy sinh là định luật cuối cùng của thuộc thái dương hệ, tức là chân sư phân tách ra là như vậy. Thế còn tất nhiên là chúng ta, như mình hiểu lúc nãy mình nói là của định luật của thái dương hệ hay là của hành tinh thượng đế thì cũng là nó sẽ có liên quan của linh hồn, thế nhưng mà gọi là danh chính ngôn thuận mà thống kê ra ấy, ở đâu đó ấy, thì nó lại là như thế này. Thế còn là cái chuyện các bạn nói thì cũng là đúng thôi, thì nếu mà nó là như vậy thì nó sẽ như thế. Thì còn ở đây thì là định luật của linh hồn thì là chỉ có 7 cái định luật này đấy, là phụng sự, từ bi, tương ứng, cân bằng, tiến hóa. Thế còn còn có cái định luật hy sinh thì là nó là nhờ vào cái định luật hy sinh là cái cuối cùng của thuộc sự hệ thôi. Thì cái này có khi chúng ta phải xem lại nhé, hoặc là chúng ta cần hỏi lại ở đâu đó à, vì cái cách thống kê, cái cách mà liệt kê ra để cái định luật nào nó tác động ở cái tầm vóc của nó, là nó bao trùm đến cái mức độ nào đấy, thì kiểu là như vậy. Chứ còn thực ra thì nó cũng vẫn trùng cả thôi, quanh quẩn thì nó cũng trong thái dương hệ nó cũng có của hành tinh, rồi cũng có của con người, của linh hồn. Đấy. Nhưng mà cái có cái sự phân loại như này thì để các bạn sẽ tham khảo thêm và sẽ tiếp tục lý giải cái chuyện này là như thế nào nhé. Thì đấy, Tại tại có vì chung chú có dịch cái 7 cái định luật của linh hồn á. Dạ, để có gì con sẽ gửi trong group, thì trong đó có định luật hy sinh là như là cái đầu tiên á. Dạ, để con sẽ gửi vô cho mọi người, con tìm lại. Ok. Thế thì là đến đây là mình kết thúc cái phần các cái phần của cái chương 2 này. Thì và cái phần này thì nó cũng chỉ có cái một cái câu hỏi hôm nọ thôi, là về cái chuyện bí ẩn của cái sự cứu chuộc ấy, sự chuộc tội, thì hôm nọ thì cũng đã giải thích rồi. Tức là nó có cái sự nhầm lẫn mà liên quan đến cái luật hy sinh của chúng ta, thì là luật hy sinh là cái phản ngã chết đi để linh hồn, để Đức Christ là sẽ lan tỏa, ý là cái tâm thức Christ. Thế còn ở trong cái Thiên Chúa giáo thì là nói về cái là dưới dạng là một chiều thôi, tức là sự tha thứ, sự chuộc lỗi, Đức Giêsu làm tất cả thay cho mọi người. Thế thì chứ cũng không không có câu hỏi gì khác. Thế thì chúng mình kết thúc ở đây. Thế còn các bạn có ý kiến gì hay là các bạn tiếp tục như thế nào không? Dạ, con nghĩ chắc cũng trễ rồi, chắc mình kết thúc ở đây ạ. À. Hôm nay, dạ, tại vì con, từ bình thường là mình kết thúc lúc 10 giờ để nói cho mấy bạn mới biết. Dạ, mà, Bây giờ quá, dạ, chị dừng ở bây giờ quá. đây. Dạ, chắc mình dừng ở đây luôn. Dạ, dạ chắc con nghĩ trễ quá nên chắc cũng khỏi cần mở đại sứ nguyện, mọi người tự đọc đại sứ nguyện nha.
Dạ con cảm ơn U và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, mọi người không Dạ. nhắc mình là cứ liên miên hết chuyện nọ chuyện kia. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn cô, cảm ơn các anh chị em ạ. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Vâng. Dạ, cảm ơn U và cả nhà. Chúc mọi người ngủ ngon. Con xin kết thúc. Dạ.